Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3691, gặp Trục Tinh Cung cung chủ. Trên đời nhân khẩu đâu chỉ hàng tỷ, trùng tên rất nhiều, nhưng trẻ tuổi Tuấn Kiệt, Trịnh Dương, Lưu Dương, Trương Huyền. Ba cái đều trùng, tuyệt đối không có khả năng trùng hợp như vậy. Mấy đệ tử của Trương Huyền tên gọi là gì, người khác không rõ ràng, nhưng một thần biết. Thượng thương thế giới khó thông qua như vậy, Trương Sư có thể đi vào cũng không dễ dàng, mấy đệ tử làm sao có thể toàn bộ theo kịp. Nói cách khác, hai người kia, có thể là giả, đều do vị Trương Sư này ngụy trang thành. Cái tên này, ở danh sư đại lục có vẻ như có rất nhiều thân phận, Dương Huyền, Lạc Thiên Nhai, Tôn Cường. Rất ưa thích ngụy trang. Cùng là một người, có ý tứ gì? Nghe được hắn lẩm bẩm, Hàn Kiếm Thu nhìn lại. Không có gì. Một thần vội vàng lắc đầu. Ta thuận miệng nói một chút. Hàn Kiếm Thu không tiếp tục để ý, cảm khái nói. Xem ra lần này Thông Thiên Kiều sẽ náo nhiệt, thật không biết Trương Tông Chủ của chúng ta, cùng Lưu Dương, Trịnh Dương ai mạnh hơn. Ba Tuấn Kiệt trẻ tuổi, cùng đài luận võ, thật đúng là đáng giá người mong đợi. Đúng vậy, đáng để mong chờ. Ánh mắt mọi người hướng về. Ánh mắt một thần hơi co lại, khóe miệng co giật, đáp lời một tiếng, có điều thầm nghĩ. Vâng, đáng để mong chờ, bất quá, ta cảm thấy, hắn hẳn là sẽ không nghĩ như vậy. Nửa ngày sau, Trương Huyền lần nữa trở lại Trục Tinh Đảo. Bái kiến tông chủ. Khôi Hiểu tông chủ tới đón. Hắn cũng không biết đối phương đi nơi nào, còn tưởng chỉ là ở bên ngoài dạo qua một vòng. Tông chủ. Trương Huyền cau mày. Ta đã phân phó, tin tức truyền cho năm tông môn khác, từ giờ trở đi, người đã là tân nhiệm tông chủ của Thất Tinh lâu ta. Khôi Hiểu tông chủ cười nói. Mà ta, tự động trở thành trưởng lão. Không nghĩ tới đối phương tốc độ nhanh như vậy, Trương Huyền cười khổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bất quá trước đó đã đáp ứng đối phương, giờ phút này đương nhiên sẽ không từ chối, hơn nữa có thân phận tông chủ, cũng càng tiện đi làm một ít chuyện. Thất Tinh lâu cùng Trục Tinh cung quan hệ như thế nào? Suy nghĩ một chút, Trương Huyền hỏi. Trục Tinh cung cùng năm đại tông môn quan hệ đều không tính quá tốt. Thất Tinh lâu cũng chỉ ở thời điểm cùng bọn hắn kinh thương giao dịch mới liên hệ, bình thường là không liên hệ. Khôi Hiểu tông chủ, cũng chính là Khôi Hiểu trưởng lão hiện tại nói. Nói như vậy, quan hệ rất bình thường. Trương Huyền nhíu mày. Vâng. Khôi Hiểu trưởng lão nói. Tông chủ muốn làm cái gì, nếu như không dính dáng quá lớn, dựa vào mặt mũi của Thất Tinh lâu tông chủ, hẳn là sẽ không khó xử. Cùng thuộc 6 đại tông môn, cho dù quan hệ không tốt, mặt mũi vẫn phải cho. Nếu không xấu hổ chính là hai bên. Ta muốn đi tìm Trục Tinh cung cung chủ, hỏi thăm một ít chuyện. Trương Huyền nói. Chỉ là hỏi thăm sự tình, hẳn sẽ rất dễ dàng. Khôi Hiểu trưởng lão cười cười. Chỉ cần không dính dáng tế tự cùng thần linh, thì không có vấn đề. Trục Tinh cung cường đại nhất chính là có thể tế tự thượng thiên, câu thông thần linh. Dính dáng những cái này, đối với bọn hắn mà nói là cơ mật, hẳn sẽ không mở miệng. Lúc trước 6 đại tông chủ tập hợp, thảo luận sự tình Thông Thiên Kiều, Tần Nguyên môn chủ chỉ nói một câu, lại thiếu chút nữa đánh nhau. Bởi vậy liên quan tới sự tình thần linh, đối với đối phương mà nói là nghịch lân, chỉ cần không đụng chạm, vấn đề không lớn. Cái này, lông mày khóa chặt, Trương Huyền không biết nên trả lời như thế nào. Hắn muốn hỏi chính là liên quan tới hai cái này. Chẳng lẽ tông chủ muốn hỏi thăm cái kia? Thấy hắn khó xử, Khôi Hiểu trưởng lão sừng sốt. Đúng là muốn hỏi thăm một ít sự tình liên quan tới phương diện này, xác định một cái suy đoán. Trương Huyền dừng lại một chút. Ngươi có biết làm sao liên hệ vị cung chủ này không? Coi như đối phương không nhất định nói, hắn cũng phải qua thử một chút. Thân là tông chủ, cung cấp hỏi thăm, chỉ ít so với ngụy trang thành đệ tử, tìm hiểu càng thêm dễ dàng. Thấy tông chủ thật muốn hỏi thăm những việc này, Khôi Hiểu trưởng lão xoa xoa mi tâm, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Liên hệ nàng không khó, ta có thể giúp ngươi hẹn ngày, bất quá. Tông chủ nhất định phải cẩn thận, tính tình của Đỗ Thanh Diên cung chủ nóng nảy, một khi xuất hiện tranh chấp, còn xin không nên vọng động, vì tông môn an toàn suy nghĩ. Đỗ Thanh Diên rất cường đại, nhưng vị tân nhiệm tông chủ này của bọn hắn có vũ khí cùng tiên thú ngụy thần cảnh, hai bên giao chiến, ai có thể chiến thắng còn chưa biết được. Bất quá tốt nhất đừng gây ra mâu thuẫn, một khi làm như thế, hai đại tông môn nhất định chịu ảnh hưởng. Yên tâm,
ta chỉ hỏi thăm sự tình, sẽ không gây chuyện. Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Hắn làm người khiêm tốn, bình thường đều là người không phạm ta không phạm người, sẽ không dễ dàng gây chuyện, huống chi dính dáng đến hai đại tông môn. Vậy thì tốt. Nghe tông chủ hứa hẹn, nhớ tới vị này ở Tiểu Kính Hải biểu hiện, Khôi Hiểu trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại ta giúp ngươi liên hệ. Nói xong lấy ra ngọc bài, nhẹ nhàng điểm một cái, một lát sau ngẩng đầu lên. Tông chủ, Đỗ cung chủ đã đồng ý, có điều, muốn ngươi đi Trục Tinh cung gặp mặt. Trương Huyền gật đầu. Đi đâu đối với hắn mà nói không quan trọng, chỉ cần có thể gặp là được. Khôi Hiểu trưởng lão dẫn đường, hai người một trước một sau phi hành, thời gian không dài, đi vào Trục Tinh cung. Không giống tông môn khác thấy qua, chỉ là cung điện phổ thông, đứng sừng sững ở giữa Trục Tinh đảo, thoạt nhìn không có uy nghiêm, có điều tỉ mỉ quan sát, vẫn có thể phát hiện, nơi này không riêng gì trung tâm của cả hòn đảo, linh khí phạm vi mấy trăm vạn dặm hải vực không ngừng hội tụ, nghiễm nhiên ẩn chứa một trận pháp to lớn. Khó trách có thể sừng sững không ngã, sáu đại tông môn, quả nhiên đều không đơn giản. Đưa lên bái thiếp, thuận lợi đi vào một đại điện, thời gian không dài, một nha hoàn đi vào trước mặt. Lưu tông chủ chúng ta chỉ gặp ngươi, làm phiền Khôi trưởng lão ở đây chờ đợi. Tốt, biết tông chủ khẳng định có sự tình cơ mật muốn hỏi thăm, không tiện đi qua, Khôi Hiểu trưởng lão gật đầu, cho một cái ánh mắt cẩn thận, ở gian phòng ngồi xuống. Nha hoàn dẫn dắt, Trương Huyền theo sát phía sau, vòng qua hành lang, đi vào một đại điện khác. Trong cung điện yên tĩnh, chính giữa có một bình phong to lớn che chắn tầm mắt. Vừa mới nhận được tin tức của Thất Tinh lâu, Lưu tông chủ kế nhiệm, tông chủ liền đến. Không biết vì chuyện gì. Đối diện bình phong, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trục Tinh cung ta cùng Thất Tinh lâu từ trước tới nay có quan hệ mậu dịch, có thể để cho Lưu tông chủ sốt ruột chạy tới, khẳng định không đơn giản, ta có thể làm được mà nói, nhất định không cự tuyệt. Thấy vị Đỗ cung chủ này vậy mà dùng bình phong che chắn, giọng nói thái độ kia, Trương Huyền hơi có chút không vui, nhưng vẫn gật đầu, ôm quyền nói. Tại hạ tới, quả thực là có chuyện muốn nhờ. Người đối diện nói. Lưu tông chủ mời nói. Ta nghe nói hơn 2 tháng trước, Đỗ cung chủ từng tế tự thượng thương, dẫn đường một vị thần linh giáng thế. Ta muốn hỏi thăm một ít tin tức cụ thể liên quan tới vị thần linh này, mong cung chủ báo cho. Trương Huyền nói. Tới cũng tới, tự nhiên phải hỏi trong lòng nghi vấn. Không biết Lưu tông chủ từ chỗ nào có được tin tức. Chuyện này ta cũng không hiểu rõ tình hình, tự nhiên không cách nào báo cho ngươi. Bình chướng đối diện, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trương Huyền nhíu mày. Tại hạ đã đi qua Vô Nhân Hải, hỏi thăm rõ ràng, hơn 2 tháng trước cung chủ quả thực đi qua, hơn nữa thông qua tế tự, để một vị thần linh giáng lâm, thậm chí bị thương lưu lại vô số thần huyết. Lưu tông chủ khẳng định là nghe lầm, những năm này tại hạ một mực ở Trục Tinh cung, không đi qua Vô Nhân Hải, người nói những thứ này, tất cả đều không biết rõ tình hình. Sau tấm bình phong âm thanh nhàn nhạt vang lên. Nếu như Lưu tông chủ chỉ là hỏi chút sự tình hư vô mờ mịt này, vậy xin lỗi tại hạ không thể tiếp. Tiểu Thanh, tiễn khách. Lưu tông chủ, mời. Nha hoàn vừa rồi đi tới. Đỗ cung chủ đã không nguyện ý nói nhiều, Lưu mỗ đành phải vô lễ. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý nha hoàn trước mắt, đột nhiên đứng dậy. Đối phương không thừa nhận, hắn đã sớm đoán được, nhưng dính dáng Lạc Nhược Hy, ngày hôm nay xem như trở mặt, cũng muốn hỏi ra kết quả. Đổi lại trước đó, khả năng còn kiêng kỵ, bây giờ có được 5 ngụy thần bảo vệ, đối phương không nói, vậy thì ép nàng nói ra. Sự tình khác có thể đợi, chuyện này, chắc chắn sẽ không chờ lâu. Vô lễ! M. Thanh phía sau trở nên băng lãnh. Lưu tông chủ ý gì? Chẳng lẽ muốn ở Trục Tinh cung ta làm càn? Phải. Trương Huyền gật đầu, vẫy tay một cái. Phần phật. 4 tiên thú ngụy thần cảnh đồng thời xuất hiện. Mời Đỗ cung chủ tới cho ta. Vâng. Cho dù giao xa, Huyền bối quy đều là hải yêu, nhưng tu vi đến ngụy thần, trên lục địa đồng dạng có thể sinh hoạt, chỉ là thực lực không mạnh mẽ bằng ở trong nước mà thôi. Ầm ầm. 4 tiên thú đồng thời thả ra tiên lực, lực lượng mạnh mẽ, xông thẳng lên trời. Làm càn. Sau tấm bình phong vang lên thanh âm, hiển nhiên không nghĩ tới vị tông chủ Thất Tinh lâu này cả gan làm loạn như vậy, một câu không hợp liền động thủ, khẽ kêu một tiếng. Dầm. 4 phía đại điện vang lên tiếng gió, mấy vị trưởng lão tiên quân cảnh đỉnh phong lao đến. Cút. Đại sa gào thét, mặt đất chấn động, tựa như tiếng sấm.
Bành 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 bành. Tiên quân trưởng lão vừa mới tiến tới, đồng thời bay ngược ra, từng cái ngã xuống đất, bị trọng thương. Tiên quân cùng ngụy thần cảnh chênh lệch thực sự quá lớn, cho dù đại sa ở trên đất bằng tu vi nhiều nhất phát huy tám thành, cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Hô! Thời điểm đẩy lùi mấy vị tiên quân, nhị sa, tam sa, huyền bối quy đã vây quanh thân ảnh ở sau tấm bình phong, lực lượng khuấy động, thời gian nháy mắt liền bị giam cầm, mang ra ngoài. Ngươi không phải, Đỗ Thanh Diên cung chủ, ngươi là ai? Nhìn rõ ràng thân ảnh bị ba thú mang tới, Trương Huyền nhíu mày. Tuy chưa thấy qua Đỗ Thanh Diên, cũng chưa từng nghe qua hình dáng cụ thể, nhưng trước mắt bị bắt, là nữ tử chỉ chừng 20 tuổi, rõ ràng hoàn toàn khác biệt Đỗ cung chủ. Ư tử này, người mặc váy dài màu tím nhạt, dáng vẻ thướt tha, dung mạo không cao hơn 25, số tuổi thật sự cũng sẽ không vượt qua 100 tuổi, mấu chốt nhất là tu vi chỉ có tiên quân cảnh sơ kỳ, ngay cả đỉnh phong cũng không đến, làm sao có thể là Trục Tinh cung cung chủ. Phải biết Đỗ cung chủ, tu vi chân chính còn cường đại hơn Khôi Hiểu tông chủ. Trong 6 đại tông chủ, cho dù không xếp hạng tới thứ nhất, trước 3 khẳng định có thể đứng hàng. Hết chương 3691. Chương 3692. Thần điện khách tới. Ngươi dám ở Trục Tinh cung làm càn, chẳng lẽ muốn dẫn tới hai đại tông môn phát sinh chiến tranh? Không nghĩ tới vị Lưu tông chủ này không nói đạo lý như vậy, bất chấp uy nghiêm của hai đại tông môn, trực tiếp ra tay bắt nàng, nữ tử tức giận sắc mặt đỏ lên, cắn chặt răng. Trương Huyền tiến về phía trước một bước, hừ lạnh nói. Ta thành tâm thăm hỏi Đỗ cung chủ, các ngươi lại dùng người khác tới lấy lệ, là các ngươi vô lễ trước, làm sao hiện tại lại nói ta làm càn? Làm sao, đây là khi dễ Thất Tinh lâu chúng ta không người. Bất kể nói thế nào, hắn cũng đại biểu Thất Tinh lâu đến, hơn nữa đưa lên bái thiếp, làm đủ lễ tiết, kết quả. Đối phương không thấy thì thôi, làm cái giả lấy lệ, có phần quá phận rồi. Khó trách không để cho Khôi Hiểu trưởng lão tới, lại làm bình phong. Hiển nhiên là bắt nạt hắn vừa mới kế nhiệm tông chủ, không quen biết Đỗ Thanh Diên chân chính. Ngươi, nữ tử không ngừng run rẩy, muốn nói điều gì, nhưng không nói ra được. Chuyện này là các nàng đối lý. Cung chủ của các ngươi ở nơi nào, để nàng đi ra gặp ta, chuyện này coi như thôi. Nếu không, coi như nháo đến những tông môn khác, ta cũng có lý. Hai tay chắp sau lưng, Trương Huyền khẽ nói. Hắn chỉ là muốn hỏi thăm tin tức, không muốn làm lớn chuyện, cũng không muốn hai đại tông môn sinh linh đổ thán. Nhưng đối phương rõ ràng khinh người quá đáng. Nữ tử nghiến răng, một câu không nói. Không nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Huyền vun tay. Bốn đại tiên thú vây quanh. Có thể trở thành chúa tể trong hải dương, bốn tiên thú này. Bất luận cái nào đều dính đầy máu tươi, lúc này khí tức bắn ra, nữ tử chỉ cảm thấy vẻ mặt trắng bệch, hô hấp có chút không trôi chảy. Lưu tông chủ, còn xin bớt giận. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, ngay sau đó một bà lão bay vào đại sảnh, tiên quân cảnh đỉnh phong, một thân vải thô, đi vào trước mặt Trương Huyền, khom người nói. Tại hạ là Trục Tinh cung đại trưởng lão Triệu Nguyệt, vị này là đệ tử thân truyền của cung chủ Sở M, có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Trương Huyền cau mày. Hôm nay cung chủ có sự tình, không ở trong cung. Mấy ngày nay, 6 đại tông môn lần lượt đến đây, ngộ nhớ biết tin tức này, sợ sẽ xuất hiện biến cố gì không cần thiết, cho nên mới để cho nàng tạm thời ngụy trang, mong được tha thứ. Triệu Nguyệt đại trưởng lão ôm quyền. Trương Huyền nghi ngờ nhìn tới. Cung chủ không ở tông môn, dưới tình huống bình thường, không tính là gì. Nói rõ sự thật là được, vì sao phải mạo danh thay thế? Làm như vậy, rất dễ dàng hạ thấp tín nhiệm của những tông môn khác đối với Trục Tinh cung, tác dụng hoàn toàn ngược lại. Huống chi, coi như 6 đại tông môn lần lượt đi vào, cung chủ không ở tông môn, tất cả trưởng lão ở đây, căn cơ còn đó, cũng sẽ không có biến cố gì. Luôn không có khả năng tông chủ không có mặt, những tông môn khác liền phái binh tiến đánh AH. Sở dĩ ra hạ sách này, là thực có khó khăn khó nói. Mong Lưu tông chủ thứ lỗi. Nhìn ra hắn nghi hoặc. Triệu Nguyệt trưởng lão cười khổ. Việc khó nói. Xin lỗi ta không tiện nói nhiều, cung chủ không ở đây, mời Lưu tông chủ về trước, lần này là Trục Tinh cung chúng ta thất lễ, cung chủ quay về, nhất định tỉ mỉ nói rõ, để nàng tự mình đi Thất Tinh lâu tạ lỗi. Triệu Nguyệt đại trưởng lão nói. Thôi được. Thấy đối phương thái độ chân thành, Trương Huyền dừng lại một chút, cuối cùng gật đầu. Hắn chỉ là muốn tới hỏi thăm tin tức Lạc Nhược Hy.
cũng không muốn cùng Trục Tinh Cung là địch, đối phương đã nói như vậy, tiếp tục truy cứu, ngược lại lộ ra hẹp hòi. Vung tay lên, mấy con tiên thú lập tức bị thu vào túi thú sủng. Cáo từ. Nói xong thân thể nhảy lên, thẳng tắp bay ra ngoài. Trở lại đại điện, chỉ thấy Khôi Hiểu trưởng lão tràn đầy gấp gáp nhìn qua. Vừa rồi ta cảm giác bên kia có năng lượng ba động, chuyện gì xảy ra? Hắn sợ vị này cùng Đỗ Thanh Diên cung chủ náo lên, vẫn luôn có chút đứng ngồi không yên. Trở về rồi nói sau. Trương Huyền cũng không giải thích. Hai người rời khỏi Trục Tinh Cung. Bay không bao xa, Trương Huyền ngừng lại. Tông chủ. Thấy vẻ mặt hắn không đúng, Khôi Hiểu trưởng lão tràn đầy nghi ngờ nhìn tới. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi có thấy Đỗ cung chủ không? Vừa rồi năng lượng ba động lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đã đánh nhau? Tông chủ, trước đó ngươi cũng đã có nói, sẽ không lỗ mãng. Đỗ cung chủ, ta không có thấy. Trương Huyền lắc đầu, nói rõ chi tiết chuyện vừa rồi một lần. Đỗ cung chủ không ở tông môn, đệ tử giả mạo thân phận của nàng gặp mặt ngươi. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Khôi Hiểu trưởng lão sửng sốt. Tông chủ thường xuyên không ở tông môn, giống như Thất Tinh lâu, tông chủ ở đây, khẳng định cũng không ở tổng bộ AH. Vì sao để cho người giả mạo? Rõ ràng không đúng. Một đại tông môn đứng sừng sững không biết bao nhiêu năm, dựa theo tình huống bình thường, không nên làm ra quyết định vụng về như vậy. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, Khôi trưởng lão, ngươi về trụ sở Thất Tinh lâu trước, ta muốn đi Trục Tinh cung một chuyến, dò xét thoáng cái. Trương Huyền nói, bất luận từ chỗ nào nhìn, Trục Tinh cung đều có chút cổ quái. Không hiểu rõ, thực sự không yên lòng. Vị Đỗ cung chủ này, là người duy nhất biết chuyện Lạc Nhược Hy giáng lâm, bất kể như thế nào, cũng phải tìm được. Ta cũng đi. Khôi Hiểu trưởng lão cũng có chút lo lắng. Ta sợ xuất hiện biến cố, Thất Tinh lâu còn cần ngươi tỏa chấn. Trương Huyền xua tay. Cũng được, tông chủ cẩn thận. Nghe hắn nói như vậy, Khôi Hiểu trưởng lão không có quá nhiều kiên trì. Nơi này là Trục Tinh đảo, Trục Tinh cung chiếm cứ sân nhà, cũng xuất hiện tình huống quái dị như vậy. Thất Tinh lâu không có cường giả ngụy thần cảnh chấn giữ mà nói, quả thực không quá an toàn. Không nói thêm lời, Trương Huyền nhảy lên, rơi vào ngõ nhỏ không người, lần nữa đi ra. Đã thay đổi dung mạo, cùng Lưu Dương trước đó hoàn toàn khác biệt. Ngụy trang hoàn thành, lần nữa bay tới Trục Tinh cung. Che đậy khí tức, ngay cả cường giả ngụy thần cảnh cũng khó mà phát hiện, huống chi đám người Trục Tinh cung, thời gian không dài, lần nữa trở lại cung điện kia. Thân thể run rẩy, lặng lẽ bay vào trong đó, giấu ở trên xà nhà. Mấy vị trưởng lão vừa rồi bị thương, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, dấu vết chiến đấu cũng triệt để loại bỏ. Chỉ còn lại Triệu Nguyệt đại trưởng lão cùng đệ tử Sở M. Đại trưởng lão, ta nói qua như vậy không được, Lưu tông chủ cũng có thể nhìn ra, đối phương khẳng định cũng có thể nhìn ra. Sở M lo lắng. M thanh của sư phụ, ta có thể bắt trước, nhưng phong thái cùng uy thế là sống chết cũng bắt trước không được. Ta biết người bắt trước không được, nhưng bây giờ không có những biện pháp khác, chỉ có một cách này, có thể kéo một phần là một phần, kéo một canh giờ, là một canh giờ. Triệu Nguyệt đại trưởng lão nói, ta biết, vậy ta nên làm cái gì? Dầu dĩ một hồi, Sở M cắn chặt răng. Đây là ngọc phù ẩn chứa chân khí của cung chủ, đến lúc đó ngươi chỉ cần đặt ở lòng bàn tay thôi thúc, trên người sẽ đản sinh ra khí tức ngụy thần, cùng tông chủ không khác nhau chút nào. Vừa rồi sở dĩ bị Lưu tông chủ nhìn thấu, là bởi vì hắn trực tiếp động thủ, chỉ cần có thể ngăn chặn, không để cho đối phương động thủ. Sẽ thành công. Triệu Nguyệt đại trưởng lão nói. Ta tận lực. Sở M gật đầu, nắm ngọc bài ở trong lòng bàn tay, khí tức trên thân quả nhiên lập tức thay đổi, như trong nháy mắt biến thành một người khác, trời sinh lạnh lùng, tỏa ra lực lượng để cho người ta không dám tới gần. Cứ như thế, một lát nữa, bất luận xảy ra chuyện gì cũng phải bình tĩnh, thực sự không tốt, ta có thể giúp ngươi trả lời. Triệu Nguyệt đại trưởng lão nói, lời còn chưa dứt, Trương Huyền cảm thấy một cỗ khí tức cuồn cuộn, bất ngờ xuất hiện ở trước điện. M thanh của đại trưởng lão ngừng lại, vội vàng để Sở M đi vào sau tấm bình phong. Không biết Đỗ cung chủ suy tính như thế nào. Vừa làm xong những cái này, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngay sau đó ở cửa đại điện, vài bóng người chậm rãi đi vào. Hết thảy 5 người, đi đầu là trung niên, mặc trường bào màu xám, tu vi tựa như đại dương, cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Bọn họ,
Xuyên thấu qua khe hở xà nhà, Trương Huyền nhìn lại, nhíu mày, thân thể không khỏi chấn động. Đến từ thần điện. Hết chương 3692. Chương 3693. Nắm đấm lớn là đạo lý quyết định. Hắn cùng người thần điện đánh qua hai lần, từng đánh chết mấy vị tiên quân đỉnh phong đã sớm rõ như lòng bàn tay. Năm người trước mắt, dù trang phục khác biệt trước đó thấy qua, nhưng lực lượng trong cơ thể, khí tức đặc thù, sắc bén, chỉ liếc mắt nhìn, liền có thể nhận ra, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Một ngụy thần cảnh, bốn tiên quân đỉnh phong, đội hình rất lớn. Vẻ mặt Trương Huyền trầm thấp, híp mắt lại. Nhận ra thân phận đối phương, tu vi cũng xuất hiện ở đáy mắt. Trung niên đi đầu giống như đám người Hàn Kiếm Thu, đã đạt đến ngụy thần cảnh, bốn vị sau lưng là tiên quân đỉnh phong. Võ sĩ thần điện, hắn từng đánh chết rất nhiều, cùng cấp bậc có thể xưng vô địch, xem ra là tiên quân đỉnh phong, trên thực tế so với ngụy thần cũng không hề yếu. Giờ phút này, một vị ngụy thần, bốn vị tiên quân đỉnh phong. Đội hình không thể bảo là không xa hoa. Ngay cả Đỗ Thanh Diên cung chủ thật sự ở nơi này, cho dù đây là xào huyệt của Trục Tinh Cung, chỉ sợ cũng rất khó ứng đối. Chẳng qua, có thể trở thành một trong sáu đại tông môn, trấn thủ một phương, nhất định có chỗ hơn người, chỉ nhìn trả giá bao lớn mà thôi. Giống như Lăng Vân Kiếm Các, bên ngoài chỉ có cường giả ngụy thần cảnh là Hàn Kiếm Thu, bản thân mang theo bốn đại tiên thú, có thể nhẹ nhõm hủy diệt, trên thực tế hắn lại biết, thật muốn làm như vậy, chết nhất định là bản thân. Trong đó kiếm thư đường, ẩn chứa vô số kiếm ý của tiền bối, một khi thả ra ngoài, bốn tiên thú ngụy thần cũng chưa chắc có thể kháng trụ. Huống chi còn có thần chi kiếm ý của tổ sư khai phái ẩn chứa trong đó, đây cũng là nguyên nhân thần điện không dám tùy tiện đụng chạm. Đương nhiên, những thứ này cơ bản đều là một lần, một khi kích phát, đại biểu tiền bối lưu giữ vô số chân bảo triệt để tiêu hao hầu như không còn, hậu bối lại muốn học tập cũng làm không được, kiếm thư đường hủy hoại, đại biểu truyền thừa hủy hoại. Thật làm như vậy, kiếm các mấy ngàn năm truyền thừa, sẽ trực tiếp trôi đi, từ đó lui ra sáu đại tông môn. Cho nên nếu như không phải tai nạn hủy diệt, những át chủ bài này, cơ bản không có người đi động. Trục Tinh Cung làm thổ dân, có thể ở dưới năm đại tông môn nhìn chằm chằm, sừng sững không ngã, truyền thừa mấy ngàn năm, loại át chủ bài này khẳng định tồn tại, huống chi. Bọn họ có thể câu thông thần linh, ai biết có thần linh nào cho pháp bảo lợi hại hay không? Lão thân đã suy nghĩ kỹ, điều kiện của các ngươi, Trục Tinh Cung ta rất khó hoàn thành. Sau tấm bình phong, âm thanh của Sở M vang lên. Ngữ điệu so với vừa rồi trầm ổn hơn không ít, để lộ ra nặng nề. Rất khó. Trung niên thần điện cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi hẳn rõ ràng, thần điện kiên nhẫn có hạn, không nắm chặt cơ hội, kết quả sẽ thế nào? Ta biết kết quả, chỉ là có chút không hiểu. M thanh sau tấm bình phong tiếp tục vang lên. Thần điện các ngươi, từ trước tới nay cao cao tại thượng, không lẫn vào sự tình của sáu đại tông môn cùng phàm tục, vì sao lần này lại tìm Trục Tinh Cung chúng ta? Đến lúc ngươi biết, sẽ cho ngươi biết, không nên biết, hỏi cũng vô dụng, chúng ta cũng chỉ vâng mệnh làm việc. Trên mặt không có một chút biểu lộ, trung niên thần điện nói. Không được mang tâm lý may mắn, thần điện đã mở miệng, coi như không đồng ý, cũng có biện pháp đạt được. Cho cung chủ một ngày cân nhắc, chẳng qua là không muốn huyên náo dư luận xôn xao, để quá nhiều người biết mà thôi. M thanh sau tấm bình phong nói. Ngươi tự mình ra tay, ta khẳng định không cách nào ngăn cản. Nhưng thật muốn làm như vậy, tin tức khó tránh khỏi tiết lộ ra ngoài, uy danh cao cao tại thượng của thần điện sẽ chịu ảnh hưởng. Biết liền tốt. Trung niên thần điện nhìn qua. Mặc dù thần điện sợ uy danh chịu ảnh hưởng, nhưng cũng không sợ phản kháng. Thật muốn không nghe lời, cho dù Trục Tinh Cung có át chủ bài, thần điện muốn diệt, cũng sẽ không tiêu phí quá nhiều công phu. Sợ uy danh ảnh hưởng, thế nhưng không quan trọng. Nắm giữ thực lực siêu cường, thanh danh gì đó, tất cả đều không quan trọng, một tông môn dám thảo luận, diệt một cái, sáu cái dám thảo luận, diệt sáu cái. Thiên hạ dám thảo luận, thiên hạ đều có thể diệt. Ở trước mặt võ lực tuyệt đối, người nghi ngờ không tính là gì. Thần điện thật là khí phách. Nắm đấm siết chặt, vẻ mặt Trương Huyền trầm thấp. Tuy lời này chói tai, nhưng hắn biết, đối phương nói rất đúng. Cái này có chút tương tự Mãn Thanh kiếp trước, lưu đầu không lưu tóc không lưu đầu, không lưu có thể, giết tới ngươi lưu mới thôi. Thần điện hiển nhiên cũng như vậy. Ta có võ lực tuyệt đối, nghe lời thì thôi, không nghe lời, diệt, lần nữa nâng đỡ nghe lời. Có xương cốt cứng,
vậy thì luôn có xương cốt mềm. Nắm đấm lớn, mới là đạo lý quyết định. Các ngươi thực có can đảm động thủ với Trục Tinh Cung. Nữ tử sau tấm bình phong không nghĩ tới đối phương nói ra lời này, trong thanh âm có chút khẩn trương. Chúng ta không cần tự mình ra tay, chỉ cần đánh giết cường giả ngụy thần cảnh như ngươi, tin tưởng không ít tông môn nguyện ý nhìn thấy các ngươi hủy diệt, cuối cùng thay vào đó. Trung niên thần điện vẻ mặt lãnh đạm. Mạnh được yếu thua, có cường giả ngụy thần cảnh tọa chấn, không ai dám nói cái gì, một khi xảy ra chuyện, xông tới khẳng định không biết bao nhiêu. Đây là thực tế. Ngươi, người sau tấm bình phong trầm mặc xuống, một lát sau. Ta có thể đáp ứng các ngươi, chỉ là thứ ngươi muốn, dính dáng căn bản của Trục Tinh Cung ta, không có khả năng trực tiếp làm ra quyết định. Đỗ cung chủ có ý tứ là, lại cho ta một ngày, ta cùng tất cả trưởng lão thảo luận xong, ngày mai nhất định cho ngươi trả lời chắc chắn. M. Thanh sau tấm bình phong nói, Đỗ cung chủ còn muốn một ngày. Trung niên thần điện cười lạnh. Chỉ sợ người sau tấm bình phong cũng không phải thật sự là Đỗ cung chủ, lại cho càng nhiều ngày hơn, cũng không làm chủ được a. Phần phật, tiếng nói kết thúc, một đạo kiếm khí gào thét ra, bình phong bị đánh thành hai nửa, lộ ra thân ảnh của Sở M. Ngươi, thấy bị nhìn thấu, thân thể Sở M nhẹ nhàng run rẩy. Nàng tự nhận ngụy trang rất giống, đã để đối phương tin, không nghĩ tới căn bản không có mắc lừa. Có phải kỳ quái vì sao ta biết ngươi là giả hay không? Trung niên thần điện hừ lạnh. Sở M siết chặt nắm đấm, cách đó không xa thân thể đại trưởng lão cũng cứng nhắc. Hôm qua Đỗ cung chủ cùng thoái thác ta một ngày, sẽ cho ta kết quả, ta liền biết các ngươi nghĩ cái gì. Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ, cường giả thần điện dễ lừa gạt như vậy? Trung niên nhân khẽ nói. Vừa rồi bất quá là cùng ngươi diễn trò mà thôi, không nghĩ tới, ngươi tuổi không lớn lắm, âm thanh. Khí tức ngụy trang Đỗ cung chủ không kém chút nào, xem ra bình thường bỏ công sức không ít. Hôm qua liền biết, vậy các ngươi? Sở M sừng sốt. Hôm qua đã biết, vì sao còn muốn đáp ứng một ngày ước hẹn, hiện tại mới tới? Lại vì sao không trực tiếp đuổi theo, ngược lại lưu ở nơi này? Rất đơn giản, ta muốn các ngươi tự mình lấy đồ vật tới. Đỗ cung chủ rời đi, người thần điện đã đi theo, không có gì bất ngờ xảy ra. Cung chủ của các ngươi vô cùng có khả năng đã bị bắt, hoặc bị giết. Trên mặt trung niên thần điện lộ ra cười lạnh. Sở dĩ không đi, chỉ là lơ là các ngươi mà thôi, thật chẳng lẽ tưởng là, chút quỷ kế ấy có thể lừa dối. Trong nháy mắt khuôn mặt của Sở M cùng đại trưởng lão trắng bệch, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Nếu thực như thế, tông chủ chẳng phải nguy hiểm. Hết chương 3693. Chương 3694. Cường giả thông thần điện. Bắt các nàng. Giải thích xong, trung niên thần điện không nói thêm lời, vẫy tay một cái. Sau lưng bốn vị cường giả tiên quân đỉnh phong đồng loạt đi tới. Bảo vệ đại trưởng lão. Gian phòng xông ra hơn 10 vị tiên quân đỉnh phong. Sau 3 phút, toàn bộ đám người nằm trên mặt đất, từng cái bị trọng thương, trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu. Đều là tiên quân, võ sĩ thần điện mạnh mẽ hơn trưởng lão tông môn quá nhiều. Căn bản không ở một cấp bậc. Tất cả trưởng lão bị đánh bại, Sở M cùng đại trưởng lão bị bắt. Mang về, bắt được Đỗ cung chủ thì thôi, không bắt được, để nàng mang đồ vật tới đổi người. Hừ lạnh một tiếng, trung niên thần điện xoay người đi ra ngoài. Chân khí trong cơ thể Trương Huyền chậm chạp vận chuyển, định từ trong tay thần điện cứu người. Mặc dù đến bây giờ không có thấy rõ, thần điện đến cùng muốn cái gì, nhưng nếu như tùy ý đối phương bắt người đi. Đỗ Thanh Diên nhất định rơi vào nguy cơ, đến lúc đó, muốn hỏi thăm sự tình cũng sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Huống chi, hắn cùng thần điện cũng có cửu oán, lần nữa nhìn thấy, sao có thể để đối phương dễ dàng rời khỏi. Đồng Thường Kiếm cùng bốn trường kiếm tiên quân đỉnh phong khác, đồng thời xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đang định đánh lén giết chết bốn tiên quân của đối phương, lại tập hợp toàn bộ lực lượng đối phó ngụy thần, liền nghe trên không có một thanh âm dồn dập vang lên, ngay sau đó một cỗ uy áp cường đại. Từ đằng xa lan tới. Lại là ngụy thần. Lông mày Trương Huyền dương lên, chân khí vận chuyển chậm rãi ngừng lại, tiếp tục che giấu khí tức. Đột nhiên xuất hiện cảm giác áp bách, tuyệt không phải cường giả tiên quân có thể thi triển, nói cách khác, lại có cường giả ngụy thần cảnh xuất hiện. Người nào? Giờ phút này trung niên thần điện cũng phát hiện đối phương, ngừng lại, ngắm nhìn bốn phía. Vị bằng hữu này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lưu lại người Trục Tinh Cung đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên,
cho người ta một loại cảm giác dịu dàng, một lão giả mặc thanh y, xuất hiện ở cửa đại điện, chậm rãi đi tới. Bộ dáng hơn 60 tuổi, để râu ba chỏm, cho người ta một loại cảm giác tiên khí mờ mịt. Tu vi giống như Trương Huyền cảm ứng, đã đạt đến ngụy thần cảnh, hơn nữa cho người ta một loại cảm giác tĩnh mịch nhìn không thấu, chỉ sợ so với đám người Hàn Kiếm Thu, Tần Nguyên tông chủ, chỉ mạnh không yếu. Cái này, lại từ đâu xuất hiện? Trương Huyền cau mày. Tông chủ của 6 đại tông môn, hắn đã gặp 4 cái, chỉ còn lại Đỗ cung chủ cùng tông chủ của Phiêu Miễu Tiên Tông. Căn cứ tin tức trước đó biết, ngụy thần trong thiên hạ cũng chỉ 6 vị này. Đại Sa, Nhị Sa, Huyền Bối quy là bởi vì thần huyết xuất hiện biến cố, không tính ở trong đó, thần điện nắm giữ ngụy thần, không gì đáng trách. Nhưng vị này, chỗ nào đi ra? Sở M cùng vị đại trưởng lão kia cũng không làm rõ, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Lưu lại, phải nhìn ngươi có thực lực này hay không? Cũng không nghĩ tới đột nhiên toát ra một vị, trung niên thần điện hừ lạnh. Hô! Lời còn chưa dứt, hai vị tiên quân đỉnh phong của thần điện thân thể đồng thời run rẩy, trường kiếm trong tay nâng lên, thẳng tắp đâm tới ngụy thần kia. Hai võ sĩ này, cho dù không có tận lực phối hợp, nhưng tu vi đi đến cảnh giới như bọn họ, nhất cử nhất động kèm theo bố cục, hai đạo kiếm ý thời gian nháy mắt dung hợp lại với nhau, không gian trước mặt xuất hiện vết rách đen kịt. Kiếm khí như rồng, kiếm ý như biển. Hai người lý giải kiếm đạo, so với đám người Lăng Vân kiếm các cũng không kém chút nào. Trương Huyền cảm nhận được hai người mang tới áp lực, cũng không chịu được siết chặt nắm đấm. Tuy gần đây tiến bộ rất lớn, có thể xưng tiên quân cùng cấp bậc vô địch, nhưng đột nhiên gặp được loại tiến công này, nhất định cũng sẽ rơi vào hoảng loạn, không biết như thế nào cho phải. Thậm chí xem như đám thú Huyền Bối quy, cũng rất khó chống đỡ. Tập trung tinh thần nhìn lão giả, muốn nhìn một chút người này ứng đối ra sao. Hô! Ở dưới nhìn chăm chú, lão giả di động, trên mặt hiện ra cười nhạt, tay nâng lên, giống như xuyên qua bụi hoa, nhẹ nhàng phất một cái. Bành, bành! Hai vị tiên quân đỉnh phong bay ngược ra, tầng tầng lớp lớp ngã xuống đất, từng cái khuôn mặt trắng bệch, máu tươi phun mạnh. Chỉ một chiêu, liền bị trọng thương. Thân thể Trương Huyền chấn động. Vốn cho rằng vị này nhiều nhất thực lực tương đương Hàn Kiếm Thu, hiện tại xem ra, chỉ sợ càng thêm đáng sợ. Thoạt nhìn một trường bằng phẳng không có gì lạ, nằm mộng cũng nghĩ không ra, lại nắm giữ loại uy lực khó mà tin nổi này. Đánh hai võ sĩ bị thương, lão giả cũng không ngừng, trong chốc lát đi vào trước mặt võ sĩ khống chế Sở M cùng đại trưởng lão, lần nữa phất một cái. Chiêu số đơn giản, lại ẩn chứa không biết bao nhiêu loại biến hóa, tất cả ứng đối của người sau đều bị bao phủ. Bành, bành. Đồng dạng hai tiếng kêu rên, hai võ sĩ bay ra ngoài, té ngã trên đất, từng cái thương thế không nhẹ, xem ra trong thời gian ngắn là không cách nào tiếp tục chiến đấu. Hai vị bị sợ hãi. Nhẹ nhàng cười một tiếng, lão giả một tay vạch một cái, lực lượng phong tỏa ở trên người Sở M, đại trưởng lão bị loại bỏ sạch sẽ. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Hai người vội vàng khom người. Không sao. Cười nhạt một tiếng. Lão giả tiến về phía trước một bước, nhìn về phía trung niên thần điện. Ra tay đi. Thực lực không tệ. Trung niên nhân híp mắt lại. Không nghĩ tới vị trước mắt này, nắm giữ loại thực lực như thế, 4 vị tiên quân đỉnh phong, cho dù thực lực như hắn, muốn vượt qua cũng không có dễ dàng như vậy. Lão giả lao đến. Trung niên nhân cũng nghênh đón. Rầm rầm rầm. Hai cường giả ngụy thần cảnh chiến đấu, xé rách thiên địa, may mắn trong đại điện có trận pháp bảo vệ. Nếu không chỉ sợ toàn bộ trục tinh đảo đều sẽ bởi vì giao thủ, mà dìm vào đáy biển. Trương Huyền giấu ở phía trên, biết loại cường giả cấp bậc này giao chiến, có thể ngộ nhưng không thể cầu, vội vàng vận chuyển minh lý chi nhãn nhìn kỹ. Lực lượng của trung niên nhân cương mãnh, chiêu số của lão giả xảo diệu. Trong nháy mắt, hai người đánh khó bỏ khó phân, chẳng phân biệt được cao thấp. Chiêu số của lão giả này, vì sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc? Nhìn một hồi, Trương Huyền nhíu mày. Chiêu số của lão giả này, thoạt nhìn đơn giản, lại có thể thẳng vào chỗ yếu hại, công kích địa phương người khác không thể không phòng, tình huống bình thường, lực lượng cùng chân khí tinh thuần của hắn, kém xa trung niên nhân đối diện, nhưng chiến đấu xuống, người sau lại liên tục lui về phía sau, tựa hồ có chút không kiên trì nổi. Võ kỹ của lão giả này, có chút giống võ kỹ thiên đạo tinh giản, có thể hóa phức tạp thành đơn giản, thi triển ra sức chiến đấu cường đại hơn. M thầm gật đầu. Khó trách có loại cảm giác quen thuộc, nguyên lai võ kỹ của lão giả này,
có chút giống công pháp thiên đạo của hắn. Đều nhắm thẳng vào đại đạo, công kích địa phương người khác không thể không phòng, để cho người ta mệt mỏi ứng đối. Xem ra hắn muốn thắng. Ý tưởng này vừa xuất hiện, chỉ thấy trung niên thần điện sắc mặt trắng nhợt, bị một chưởng đánh trúng ngực, lộc cộc liên tục lui về phía sau mấy bước. Ăn ta một chiêu cuối cùng. Lòng bàn tay của trung niên thần điện nhiều ra một thanh trường kiếm, kiếm khí gào thét, thẳng tắp đâm tới lão giả. Nhìn uy thế của kiếm này, hẳn là thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất, không chết không thôi. Vẻ mặt nghiêm túc, lão giả vừa định nghênh đón, liền cảm thấy hoa mắt, bốn tiên quân đỉnh phong, tính cả trung niên nhân đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Tha cho ngươi một lần, lần sau đừng để ta đụng tới. M thanh quanh quẩn, năm cường giả thần điện đã mất đi dấu vết. Cái này, hiển nhiên không nghĩ tới, đường đường cường giả thần điện, vậy mà thi triển ra chiêu số dương đông kích tây, trực tiếp chạy trốn, lão giả nhìn không được cười lên, bất đắc dĩ lắc đầu, bay đến trên không tỉ mỉ quan sát một phen, xác định đối phương quả thực rời khỏi, lúc này mới lần nữa đến trước mặt sở M, đại trưởng lão. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Hai người quỳ gối. Không cần khách khí, ta cũng là nghe lệnh tông chủ tới hỗ trợ, để trục tinh cung không đến mức suy sụp. Lão giả mỉm cười. Tông chủ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đại trưởng lão khom người. Còn chưa thỉnh giáo họ tên của tiền bối, cùng với tông môn. Thân là trục tinh cung đại trưởng lão, cường giả đỉnh cao của sáu đại tông môn, cơ bản đều biết. Vị trước mắt này đến ngụy thần, lại còn không phải tông chủ, đến cùng là ai? Lại từ đâu đi ra? Tại hạ phù trầm tử. Ánh mắt lão giả lộ ra tự hào. Chính là trưởng lão thông thần điện. Thông thần điện. Sở M, đại trưởng lão đồng thời sững sờ. Đoán nửa ngày, không nghĩ tới lại là người thông thần điện. Trương Huyền cũng hơi kinh ngạc. Sớm biết khổng sư sáng lập thông thần điện này, cao thủ khẳng định không ít, không nghĩ tới. Một trưởng lão liền đạt đến ngụy thần cảnh. Hơn nữa ở thời khắc mấu chốt, cứu người trục tinh cung. Không hổ là hái được chữ thần hoàn chỉnh. Không sai. Phù trầm tử trưởng lão gật đầu nói. Khổng điện chủ phát hiện thần điện dị động, phái ta đến đây trợ giúp trục tinh cung, may mắn không có tới muộn. Đa tạ khổng điện chủ, đa tạ phù trầm tử trưởng lão. Đại trưởng lão lần nữa ôm quyền. Khách khí. Phù trầm tử đáp lễ, ngay sau đó cau mày, tựa hồ có chút không hiểu. Thần điện từ trước tới nay không để ý thế sự, chẳng biết tại sao đột nhiên lại tìm trục tinh cung phiền phức. Cái này. Đại trưởng lão chần chừ. Không tiện nói thì thôi. Thấy biểu lộ của nàng, vẻ mặt phù trầm tử như thường, gật đầu nói. Có điều, hiện tại Đỗ cung chủ vô cùng có khả năng rơi vào nguy hiểm, không biết chuyện cụ thể mà nói, sẽ rất khó ra tay trợ giúp. Đại trưởng lão, là trưởng lão thông thần điện vừa rồi đã cứu chúng ta. Sở M nhìn về phía đại trưởng lão. Hiện tại trọng yếu nhất là cứu sư phụ, thực lực của các nàng, khẳng định không làm được, duy nhất có thể hoàn thành, chỉ có vị trước mắt này. Đã tới loại cục diện này, vì sao đại trưởng lão còn muốn chần chừ giấu giếm? Thôi được. Nghe nàng nói như vậy, đại trưởng lão lắc đầu nói. Phù trầm tử tiền bối là cường giả thông thần điện, nói cho cũng không sao. Tuy thông thần điện thần bí, lại vẫn luôn vì đại lục, chưa từng nghe nói qua cùng thần điện có gì liên quan. Cũng chưa từng nghe qua có việc xấu gì. Thật ra thì lần này thần điện tới, là muốn cướp đoạt chí bảo trấn cung của trục tinh cung chúng ta. Chí bảo trấn cung. Phù trầm tử trưởng lão cau mày. Không sai, chính là, tế đàn trục tinh cung dùng để tế tự. Đại trưởng lão giải thích nói. Hết chương 3694. Chương 3695. Hãm không thành. Tế đàn. Phù trầm tử run lên. Sở dĩ trục tinh cung để những tông môn khác kiêng kỵ, nguyên nhân lớn nhất là có thể tế tự thần linh, hơn nữa câu thông. Mà muốn thành công, tế phẩm chỉ là một khâu trong đó, tế đàn xem như vật dẫn, mới là không thể thiếu hụt nhất. Thần điện, tới trục tinh cung bức bách, muốn lại là thứ này. Đây là gốc rễ của trục tinh cung, làm sao có thể cho người khác, cung chủ mới cố ý kéo dài thời gian, một mình rời khỏi, chính là hy vọng có thể tìm nơi thích hợp tế tự thượng thiên. Truyền chuyện này đến chỗ thần linh. Để cho bọn họ làm chủ. Sở M giải thích nói. Thì ra là thế. Phù trầm tử giật mình, Trương Huyền cũng hiểu được. Trước đó liền kỳ lạ, vì sao để đệ tử bắt trước lão sư, Đỗ cung chủ lại đi nơi nào, nguyên lai là như vậy.
Giờ phút này Trục Tinh Cung bị thần điện nhìn chằm chằm, khẳng định không cách nào tế tự, chỉ có thể tìm kiếm địa phương ẩn nấp, trình báo tin tức này cho Thượng Thiên, cho nên mới để cho Sở M ngụy trang thành Đỗ Cung Chủ, kéo dài thời gian. Chỉ tiếc cường giả thần điện thật giống như đã sớm phát hiện ý nghĩ của bọn hắn, phái người theo dõi Đỗ Cung Chủ. Phù Trầm Tử tiền bối, hiện tại lão sư vô cùng có khả năng bị người thần điện đuổi giết, mong tiền bối xuất thủ cứu giúp. Giải thích xong, Sở M quỳ xuống đất. Có thể ra tay trợ giúp, ta chắc chắn sẽ không từ chối. Phù Trầm Tử gật đầu, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua. Có điều, các ngươi phải nói cho ta, Đỗ Cung Chủ đến cùng đi nơi nào, lại định ở nơi nào tế tự. Ta mới có thể đi qua tìm, nghĩ biện pháp cứu người. Cái này, Sở M nhìn về phía đại trưởng lão, hai người đồng thời dừng lại. Hướng đi của Cung Chủ là cơ mật lớn nhất, trước khi đi, đặc biệt bàn giao, không thể nói cho bất luận người nào. Thần điện đã phát giác mục đích của các ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra, giờ phút này đã phái người đuổi tới, Đỗ Cung Chủ vô cùng có khả năng lâm vào nguy hiểm, nếu như các ngươi vẫn có chỗ lo lắng do dự, không muốn nói thẳng, ta cũng không có cách nào. Thấy biểu lộ của hai người, Phù Trầm Tử nhướng mày. Bởi vậy đánh mất Chí Bảo Trấn Cung không nói, một khi hại chết Đỗ Cung Chủ, toàn bộ Trục Tinh Cung sẽ triệt để hủy diệt. Đại trưởng lão, Sở M đồng thời siết chặt nắm đấm. Các nàng biết đối phương nói đúng. Chí Bảo Trấn Cung, đánh mất, Trục Tinh Cung sẽ mất đi chỗ dựa cùng át chủ bài lớn nhất, giống như Lăng Vân Kiếm Các mất đi Thần Chi Kiếm Ý. Loại tình huống này, Đỗ Cung Chủ lại xuất hiện ngoài ý muốn, coi như Trục Tinh Cung không bị năm đại tông môn khác hủy diệt, những năm này đắc tội Hải Yêu, cũng khẳng định sẽ xông ra, cắn giết sạch Trục Tinh Đảo. Cho nên bất luận từ chỗ nào, Tông Chủ và Tế Đàn đều không thể xảy ra chuyện. Phù Trầm Tử tiền bối, cũng không phải chúng ta không tín nhiệm ngươi, mà là hành tung của Tông Chủ, dính dáng thực sự quá lớn, chúng ta. Dừng lại phút chốc, đại trưởng lão muốn nói lại thôi. Đã như vậy, chuyện này ta liền không quản nữa, cùng lắm thì trở về nghe điện chủ trách phạt một hồi mà thôi. Phù Trầm Tử nói xong muốn bay ra đại điện. Tiền bối dừng bước. Đại trưởng lão cắn răng. Đây là hy vọng cuối cùng của bọn họ, thật muốn mặc kệ, mặc cho hắn rời khỏi, tông chủ thật có khả năng bị người thần điện giết chết. Phù Trầm Tử dừng lại, nhìn về phía hai người. Không biết tiền bối, có thể cho ta quan sát lệnh bài đại biểu thân phận hay không? Đại trưởng lão nói, cái này rất đơn giản. Cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay của Phù Trầm Tử nhiều ra một lệnh bài, mặt sau khắc hai chữ thông thần, cho người ta một loại cảm giác tiên khí lượn lờ, ý cảnh xa xăm, cho dù Trương Huyền cũng vẽ không ra. Quả nhiên là lệnh bài trưởng lão thông thần điện. Đại trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Cũng khó trách nàng cẩn thận, dính dáng sinh tử của Đỗ Cung Chủ, cho dù là nàng cũng không thể khinh thường. Tiền bối đắc tội, cũng không phải ta cẩn thận. Mà là cường giả thần điện thực sự quá mạnh mẽ, có chút bất đắc dĩ. Trả lại lệnh bài, đại trưởng lão tràn đầy xin lỗi. Đối phương vừa cứu các nàng, bản thân liền nghi ngờ, thực rất xấu hổ. Không sao, đây là nên làm. Phù Trầm Tử cũng không thèm để ý. Đa tạ tiền bối thông cảm. Đại trưởng lão gật đầu nói. Thực không dám giấu giếm, nếu như Đỗ Cung Chủ không bị người thần điện đuổi theo, hiện tại hẳn đã đi vào hãm không thành. Hãm không thành. Phù Trầm Tử sững sờ. Nơi đó nguy cơ trùng trùng, bình thường đều không có người dám tùy ý đi vào, vì sao Đỗ Cung Chủ lại đi qua? Thật ra thì không chỉ hắn giật mình, Trương Huyền cũng sửng sốt. Hãm không thành, hắn cũng đã được nghe nói, gia gia của đệ tử Bạch Nguyễn Khanh Bạch Diệp trưởng lão từng tiến vào bên trong, bản thân bị trọng thương bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, nhờ nước tắm hồ lô mới cứu tính mạng, lúc này mới cùng vị đệ tử kia kết duyên phận sư đồ. Nơi này, thông qua đọc sách, biết là vị trí cực kỳ nguy hiểm, tiên quân cảnh đỉnh phong tiến vào, cũng có 9 phần 10 tử vong. Đỗ Cung Chủ chỉ là tế tự, vì sao chạy đến chỗ này? Quá nguy hiểm. Hãm không thành, quả thực rất nguy hiểm, nhưng nơi này là vị trí duy nhất của đại lục có thể ngăn cách thần điện thăm dò, cũng chỉ có nơi này, mới có thể thuận lợi tế tự thượng thương không bị phát hiện. Đại trưởng lão nói. Nàng nói nguyên do là đúng, có điều còn có một cái chưa nói, đó chính là. Thần điện có thể nhìn thấu kế hoạch của các nàng, cung chủ cũng đoán được loại tình huống này, cường giả ngụy thần cảnh của thần điện, ở ngoại giới nàng khẳng định chiến không thắng, nhưng ở hãm không thành, nguy cơ trùng trùng, ai sống ai chết thì chưa biết. Cho dù nàng cũng nguy hiểm, nhưng nếu như có thể bởi vậy kéo cường giả thần điện đệm lưng,
cũng coi như cho Trục Tinh Cung một câu trả lời, không đến mức bôi nhỏ tổ tiên. Thì ra là thế. Phù Trầm Tử gật đầu. Nếu đã biết, hiện tại ta lập tức đi hãm không thành tìm kiếm, chỉ mong hiện tại Đỗ Cung Chủ còn bình yên vô sự. Nói xong, thân thể run rẩy, thẳng tắp bay lượn ra ngoài, thời gian nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Đa tạ. Đại trưởng lão cùng Sở M đồng thời ôm quyền. Cùng đi qua nhìn một chút. Thân thể khẽ động, Trương Huyền giống như gió nhẹ, bay ra khỏi đại sảnh, thẳng tắp bay theo Phù Trầm Tử. Tới Trục Tinh Cung mục đích là tìm kiếm Đỗ Thanh Diên, hỏi thăm sự tình Lạc Nhược Hy, vị cung chủ này đã vô cùng có khả năng ở hãm không thành, tự nhiên phải đi qua một chuyến. Ngộ nhỡ chưa kịp nhìn thấy, vị này liền bị người khác giết, thì muốn khóc cũng không kịp. Tốc độ của Phù Trầm Tử cực nhanh, lúc Trương Huyền đi ra đã mất dấu vết, không biết đi nơi nào. Minh Lý Chi Nhãn. Trong mắt Hoa Văn nhúc nhích, vừa mới phi hành lưu lại dấu vết, rõ ràng xuất hiện ở phía trước. Trương Huyền đi theo sát. Rất nhanh rời khỏi Trục Tinh Đảo, tiếp tục tiến lên, lại có mấy dấu vết xuất hiện ở trước mắt, dường như cũng giống như mình, đang đuổi theo Phù Trầm Tử. Là năm người thần điện kia, bọn họ không phải bị thương sao? Đếm, vừa vặn năm đạo, Trương Huyền cau mày. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là những người thần điện kia lưu lại. Không hổ là cường giả thần điện, bên ngoài là bị thương chạy trốn, trên thực tế dùng bí pháp nào đó, lặng lẽ theo dõi vị trưởng lão thông thần điện kia. Ngụy thần cảnh, quả thực đều không ngốc. Lần nữa cảm xúc, biết từ trong miệng Sở M, đại trưởng lão là không cách nào nhận được tin tức, mượn đối thủ tới biết tin tức, lợi hại. Biết tốc độ của mình, theo không kịp cường giả ngụy thần cảnh phi hành, cổ tay khẽ đảo, đại xa xuất hiện, dọc theo dấu vết cấp tốc bay tới đằng trước. Nửa ngày sau, lần nữa phi hành hơn 100.000 cây số, dấu vết biến mất không thấy gì nữa. Để đại xa dừng lại, thuận tiện thu vào túi thú sủng, Trương Huyền quan sát bốn phía. Xuất hiện ở trước mắt chính là một sa mạc hoang tàn vắng vẻ, cát vàng vô cùng vô tận, không nhìn thấy cuối cùng. Dấu vết đến nơi đây ngừng, chẳng lẽ hãm không thành ở trong cát vàng? Dấu vết biến mất ở đây, vậy đã nói rõ, hãm không thành cách nơi này không xa. Tỉ mỉ nhớ lại, trong thư tịch giải thích liên quan tới hãm không thành. Hãm không thành, không biết tồn tại bao nhiêu năm, ẩn giấu ở trong sa mạc rộng lớn. Lăng Vân Kiếm Các, Vạn Thú Môn, Thất Tinh Lâu, đều có ghi chép liên quan tới nơi này. Hẳn là ở phụ cận. Nhìn hai bên, một lát sau, lông mày dương lên, đi vào một cồn cát không lớn. Nơi này nhìn một cái, cùng địa phương khác không có bất kỳ khác biệt, nhưng tỉ mỉ quan sát, lại cho người ta một loại khí tức tuyên cổ mênh mông, thật giống như dưới cát vàng, vùi lấp một thành thị đã sụp xuống trên thế gian. Rơi vào trên đất cát, dọc theo cồn cát chậm rãi đi một vòng. Lông mày dương lên, bàn chân bỗng nhiên đạp một bước. Hô! Một cỗ hấp lực to lớn xuất hiện, cả người trong nháy mắt từ không trung rơi xuống. Vội vàng vận chuyển thân thể, cân bằng hấp lực, ổn định thân hình, lúc này mới phát hiện, trước mắt đã không phải là sa mạc gì, mà là một không gian thật lớn, giống như đi vào một thế giới khác. Một thành thị cổ điển hiện lên ở tầm mắt, bốn phía chảy xuôi khí tức cũ kỹ mênh mông. Đập vào mắt một mảnh hoang vu, hầu như không có thảm thực vật gì, dưới chân đâu đâu cũng có đầm lầy, dường như rơi lên trên sẽ bị thôn phệ, rơi vào trong đó, không cách nào trốn đi. Đây là hãm không thành. Vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc. Trước đó một mực nghe nói, nơi này cực kỳ cổ quái, hiện tại xem ra quả thật như vậy. Còn tưởng rằng giống như rất nhiều tông môn, là một vị trí nguy hiểm, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại là một không gian gấp ẩn giấu ở trong sa mạc. Ngẩng đầu nhìn một vòng. Đường đi đã biến mất không thấy gì nữa, cho dù hắn có cảm ứng đối với không gian, cũng dò xét không được. Nói cách khác, hiện tại hắn đã bị vây ở chỗ này, không ra được. Nhập ra tùy tục, Đỗ Cung Chủ đã tới, có lẽ có thể tìm được. Tâm cảnh vận chuyển, dứt bỏ tâm tình tiêu cực, nhìn thành phố khổng lồ trước mắt, Trương Huyền thẳng tắp bay đi. Vù, mới phi hành không xa, còn chưa tiến vào bên trong, liền cảm thấy lạnh thấu xương, ngay sau đó. Nhìn thấy một đạo kiếm mang thẳng tắp từ trong đầm lầy bắn ra, đâm thẳng bộ ngực của hắn. Cùng thời khắc đó, phía trên cũng có một đạo kiếm mang hạ xuống, cùng cái trước kêu gọi kết nối với nhau, dường như muốn một chiêu chém giết hắn. Chúng mai phục. Đồng tử co rụt lại, toàn thân Trương Huyền cứng nhắc. Vừa rồi chỉ nghĩ truy lùng đám người thần điện, không nghĩ tới đã bị đối phương phát giác, chờ đợi ở đây.
hết chương 3695. Chương 3696, đến từ phân thân xem thường, là người thần điện. Trong tích tắc, Trương Huyền phản ứng lại. Cùng cường giả thần điện đánh qua hai lần, biết thủ đoạn cùng thực lực của đối phương, kiếm pháp đánh lén kia, trong sắc bén mang theo tàn nhẫn, kiếm khí tựa như có thước đo, nhắm ngay vị trí bản thân không thể không phòng, không sai mảy may. Mấu chốt nhất là, hai người phối hợp, góc độ, phương hướng, cùng với thời gian tấn công diệu đến đỉnh phong, cho dù là cường giả ngụy thần cảnh gặp cũng khó mà tránh né. Tiên quân đỉnh phong. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Đánh lén hắn chỉ là hai tiên quân đỉnh phong, loại cấp bậc này, 10 ngày trước bất lực, hiện tại đã không tính là cái gì. Bất quá ngoài hai người này, vị ngụy thần cảnh kia có phải ở đây hay không, liền không nói được rồi. Tinh thần khẽ động, câu thông bốn đại tiên thú, để bọn chúng bày thế trận chờ quân địch, bản thân thì tinh thần khẽ động, đồng thường kiếm xuất hiện, thần chi kiếm ý di tán, phong tỏa không gian bốn phía. Thần chi kiếm ý, ngươi là tân nhiệm tông chủ của Lăng Vân Kiếm Các, Trương Huyền. Kẻ đánh lén kinh hô một tiếng, lại không để ý tới động thủ, xoay người muốn chạy trốn. Nếu như vị thần chi kiếm ý này chỉ là chân tiên, khẳng định sẽ hết toàn lực, nhưng đã đến tiên quân, hơn nữa hai lần trước thần điện đánh lén đều thất bại, ngủ nữa cũng rõ ràng, vị trước mắt này, tuyệt không phải thực lực của hắn có thể chống lại. Việc cấp bách là phải nhanh truyền tin tức trở về, để thủ lĩnh động thủ. Có thể bắt được, công lao tuyệt đối lớn hơn đạt được tế đàn trục tinh cung rất nhiều. Muộn, trường kiếm của Trương Huyền giống như gió nhẹ áp bước đến, thoạt nhìn chậm chạp, lại giống như phong tỏa thông đạo có thể thoát đi, làm cho không người nào có thể rời khỏi. Phốc, mi tâm xuất hiện một vết máu, vị tiên quân đỉnh phong này, linh hồn đã phá diệt. Hô, thi thể từ không trung rơi xuống, bị thu vào chữ vật giới chỉ. Từ bị đánh lén, đến vị này bị giết. Ngay cả một cái hô hấp cũng chưa tới, kiếm khí của kẻ đánh lén vừa vặn đi vào trước mặt. Đinh! Ngay lập tức đâm vào ngực Trương Huyền, một cái gáo bất ngờ xuất hiện, ngăn được mũi kiếm. Phá! Răng cắn chặt, lực lượng toàn thân tràn vào thân kiếm, định đâm rách đối phương, lại phát hiện cái gáo kia chắc chắn như tường thành, dùng hết lực lượng toàn thân cũng không thể đâm xuyên. Chẳng lẽ là, vũ khí ngụy thần cảnh? Trong lòng lạnh ngắt, hắn là tiên quân đỉnh phong. Kiếm trong tay cũng đạt tới cấp bậc tương đồng, thực lực như thế, vũ khí cùng cấp bậc căn bản ngăn không nổi, thậm chí nửa bước ngụy thần cũng không dám tùy tiện chống lại. Một cái gáo không chỉ ngăn lại, còn để hắn không cách nào tiến lên mảy may, cấp bậc đến cùng cao bao nhiêu, không dám tưởng tượng. Đi! Biết đánh lén khẳng định không làm được, không dám chần chừ, xoay người muốn chạy trốn, còn chưa kịp xoay người, mắt tối sầm lại. Lại một cái gáo chụp tới. Lần này là mặt trong của cái gáo, chỉ thoáng cái, đầu liền bị chụp ở trong đó, biến thành hình hồ lô, trong mắt mang theo không cam lòng rơi xuống dưới. Đường đường võ sĩ thần điện, cường giả đỉnh cao đại lục, nằm mộng cũng nghĩ không ra, bị một cái gáo đánh giết. Hô! Lần nữa thu lại thân thể của đối phương, Trương Huyền cũng không có hưng phấn, mà cảnh giác nhìn bốn phía. Chờ mấy hơi, không có dị thường gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chỉ có hai người kia mai phục. Còn tưởng rằng mấy người thần điện trước đó nhìn thấy đều mai phục ở đây, giờ phút này lại không có xuất hiện, hẳn là không có những người khác. Nếu không thời điểm chiến đấu, chính là thời gian đánh lén tốt nhất, bỏ lỡ, còn muốn tìm tới liền không dễ dàng như vậy. Hẳn là cảm thấy có người theo dõi, để hai người này mai phục cản ở phía sau, những người khác thì tiếp tục đuổi theo Phù Trầm Tử, dù sao Đỗ Cung Chủ cùng tế đàn càng trọng yếu hơn. Trong lòng Trương Huyền hơi động, hiểu được. Không hổ là cường giả thần điện, quả nhiên vô cùng cơ cảnh, đổi lại ngụy thần bình thường, vừa rồi đánh lén, làm không cẩn thận cũng sẽ ngã xuống. Trước khi ta chém giết hai người này, đã phong tỏa không gian, hơn nữa tốc độ cực nhanh, tin tức cùng năng lượng ba động đều không có tiết lộ ra ngoài. Đối phương hẳn còn không có phát giác. Trương Huyền mỉm cười. Hô! Một thân ảnh giống nhau như đúc xuất hiện ở phía trước. Phân thân. Sau khi thuần phục bốn tiên thú ngụy thần cảnh, Trương Huyền chuyên môn thu huyết dịch ngụy thần cảnh, đưa cho phân thân cùng ngoan nhân dùng, bản tôn không có thiên đạo công pháp, khó mà tu luyện, người sau không dính dáng vấn đề này, cho nên tu vi của hai người này sớm đã đạt đến tiên quân đỉnh phong. Còn cường đại hơn bản tôn. Ngươi một cái, ta một cái. Trương Huyền nói. Tốt. Phân thân gật đầu, tinh thần khẽ động, dung mạo đã biến thành võ sĩ đầu hồ lô. Tuy phân thân không có linh phù ngụy trang,
nhưng cửu thiên liên thai giống như chất lỏng, có thể biến thành bất kỳ hình dáng, ban đầu ở Khư Mô Cung, đã từng bị đánh thành bánh rán. Giờ phút này, ngụy trang thành võ sĩ đầu hồ lô, mặc quần áo đối phương, linh hồn ba động áp chế đến thấp nhất. Trương Huyền thì biến thành một võ sĩ khác, đồng thời hai vũ khí của đối phương cũng xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng điểm một cái, không đến hai cái hô hấp, hai thanh trường kiếm thuận lợi nhận chủ. Hắn ngụy trang không có sơ hở, dò xét huyết dịch còn không sợ, nhưng phân thân còn có chút sơ hở, khí tức linh hồn không tương đồng. Bất quá phối hợp thêm trường kiếm, chỗ thiếu hụt này liền có thể bù đắp. Vũ khí tiên quân đỉnh phong, đã ẩn chứa kiếm ý thuộc về mình, chỉ cần kích hoạt lực lượng trong đó, người ngoài dò xét nhiều nhất thẩm tra đến kiếm ý, mà không phát hiện được người đã đổi. Làm xong những cái này, phát hiện không còn sơ hở, lúc này Trương Huyền mới gật đầu, dẫn đầu bay đi. Phân thân theo sát, vì có thể để cho hai võ sĩ tiên quân đỉnh phong sau khi loại bỏ tai họa ngầm đuổi theo mình, trung niên ngụy thần cảnh một đường lưu lại ký hiệu, muốn tìm kiếm cũng không phức tạp. Cấp tốc phi hành, chỉ chốc lát liền đi tới cổ thành trước đó nhìn thấy. Trong tường thành cổ xưa, tỏa ra khí tức suy yếu nồng đậm, cho người ta một loại cảm giác đè nén, để người tiến vào bên trong hô hấp không quá thông thuận. Cho dù Trương Huyền cũng cảm thấy thực lực bản thân bị áp chế, không cách nào phát huy sức chiến đấu mạnh nhất. Trong lòng hơi động, một đạo kiếm mang bơi lội ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng run rẩy, cánh tay vẽ một lỗ hồng. Xì 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 xì. Vết thương vừa xuất hiện, khí tức suy yếu lập tức lan tới, không ngừng hủ thực vết thương, để nó khó mà khép lại. Thiên đạo chân khí nhanh chóng vận chuyển, một lát sau Trương Huyền lắc đầu. Loại vết thương nhỏ này, đổi lại trước kia, thiên đạo chân khí chuyển một cái hô hấp cũng không dùng đến liền có thể tốt như lúc ban đầu, bây giờ lại vài phút cũng khôi phục không được, chỗ này xác thực quỷ dị. Khó trách trước đó Bạch Diệp trưởng lão, thương thế không cách nào khôi phục, chỉ có thể chờ chết, đoán chừng cùng những khí tức suy yếu này có quan hệ cực lớn. Lấy bình ngọc ra, đổ nước tắm tiểu hoàng kê lên vết thương, một làn khói đen bay ra. Vết thương khép lại rất nhanh. Nơi này quả thực quỷ dị. Giống như dự đoán, vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc. Người khác không giống hắn, nắm giữ tiểu hoàng kê, nói cách khác, đi vào nơi này, một khi bị thương, hoặc là bị khí tức suy yếu xâm nhập thân thể, sẽ giống như Bạch Diệp trưởng lão, không cách nào kiên trì, chỉ có thể ngồi chờ chết. Cho ngươi một bình, đề phòng có gì bất trắc. Lấy ra một bình, ném cho phân thân. Đối phương là lá bài tẩy của hắn, thiên đạo chân khí cũng vô dụng, ngộ nhỡ bị thương liền nguy rồi. Tiếp lấy bình ngọc, phân thân lãnh ngạo nhìn hắn một cái, cũng không thu hồi, đầu ngón tay đột nhiên toát ra một đạo kiếm khí, chém về phía cánh tay mình. Phốc! Một vết thương dữ tợn xuất hiện, dài chừng hơn 3 tấc, máu tươi tuôn ra. Trương Huyền cau mày, đang kỳ lạ ra hỏa kia muốn làm gì, chỉ thấy đầu của hắn nâng lên, một mặt tự hào nhìn bản thân một cái, lực lượng trong cơ thể xoay chuyển. Xì 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 xì. Một đạo hắc khí bị xua ra, vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Trương Huyền nhảy dựng. Thứ này, ta không cần. Hai tay chắp sau lưng, phân thân nhìn qua, tràn đầy xem thường. Gà yếu. Trương Huyền. Mình ở trên tay vẽ một vết thương nhỏ, đối phương ở trên cánh tay chém một phát, bản thân cần nước tắm tiểu hoàng kê, đối phương không cần. Động tác liên tiếp, rõ ràng là cố ý khoe khoang cho mình nhìn. Không trang bức có thể chết sao? Tức giận ngực khó chịu, không thèm để ý đối phương, Trương Huyền tiếp tục đi về phía trước. Tuy cổ thành có khí tức suy yếu, nhưng sinh trưởng không ít thảm thực vật, cho người ta một loại cảm giác cây khô gặp mùa xuân. Trong mới có cũ, trong cũ có mới, phảng phất như biểu thị một loại thiên địa đại đạo cũ mới luân phiên. Những dược liệu sinh trưởng ở trong này, dược lực mạnh mẽ, chủng loại phong phú, khó trách có thể dẫn tới vô số cường giả, biết rõ nguy hiểm cũng muốn đến đây. Phế tích trước mắt thật giống như vườn dược liệu, nơi đây sinh trưởng dược vật, chủng loại nhiều, dược lực mạnh mẽ, luyện chế đan dược, hiệu quả hơn xa ngoại giới. Dọc theo ký hiệu của thần điện, một bên tiến lên, một bên thu thập, hai không chậm trễ. Hô! Đi về phía trước không xa, một kiến trúc tàn tạ xuất hiện ở trong tầm mắt. Nơi này cùng trước đó nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Phía trước nhìn thấy, cũ nát kinh khủng, vừa nhìn liền biết sụp đổ không biết bao nhiêu năm, mà chỗ này, rất nhiều nơi triển lộ ra ấn ký tươi mới, cho người ta một loại cảm giác vừa mới phá hoại. Có người ở đây chiến đấu. Sắc mặt Trương Huyền nghiêm túc. Lấy nhãn lực của hắn có thể nhìn ra, nơi này ở không lâu trước vừa trải qua một trận chiến đấu,
không cao hơn nửa canh giờ, nếu không khí tức suy yếu bao phủ, dấu vết mới sẽ lần nữa trở nên cũ nát, không cách nào phát giác. Chẳng lẽ, người thần điện đuổi theo Phù Trầm Tử, hoặc là, đã tìm được Đỗ Cung Chủ? Phù Trầm Tử truy lùng thần điện cùng đi tới nơi này, mục đích là vì tìm kiếm Đỗ Thanh Diên Cung Chủ. Nơi này có dấu vết chiến đấu, khẳng định là có người gặp nhau. Dừng bước, đang muốn tỉ mỉ quan sát, xem có tin tức hữu dụng gì lưu lại không, đột nhiên lông tơ toàn thân nổ lên, một cỗ lực lượng cường đại giáng lâm. Thân thể vội vàng nhảy lên, đồng thời sáu thanh trường kiếm gào thét, ở xung quanh thân thể tạo thành một vòng bảo hộ. Đinh 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 đinh, M thanh giống như giọt mưa vang lên, cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy trên mặt đất yên tĩnh, một mảng lớn bóng đen không biết từ chỗ nào chui ra, tựa như từng u linh cổ quái. Hết chương 3696. Chương 3697. Tâm ma hoa. Trước mắt có rất nhiều bóng đen, thoạt nhìn như là sương mù, phảng phất như không có thân thể chân thực, nhưng thực lực lại vô cùng dũng mãnh, đối đầu kiếm khí của mình cũng không hề yếu. Vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc. Chẳng lẽ cái này là nhược hóa thú? Trước đó nhìn qua thư tịch, có ghi chép liên quan với nhược hóa thú. Đây là sinh mệnh đặc thù của hãm không thành, lấy lực lượng suy yếu làm căn bản, hung tàn không gì sánh được, một khi bị đụng tổn thương, hắc khí sẽ thuận lợi xâm nhập trong cơ thể, chân khí gặp phải ăn mòn, hầu như không có cách nào trị liệu. Lúc trước Bạch Diệp trưởng lão chính là bị thứ này gây thương tích. Nhìn xem các ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Xác định thân phận của đối phương, Trương Huyền lại không lui về phía sau, đồng thường kiếm chuyển một cái, phòng ngự biến thành chủ động, mấy chục đạo kiếm khí đâm ra. Một đá phá phong vang, điệp ép ngàn cơn sóng. Chiêu kiếm pháp này, kỹ xảo không nhiều, chỉ cần chân khí đủ, có thể nhẹ nhõm học được, nhưng càng là loại không có kỹ xảo này, ngược lại càng khó tu luyện. Lăng Vân kiếm các mấy ngàn năm lịch sử, triệt để luyện thành không có mấy cái, Trương Huyền tuyệt đối xem như một cái trong số đó. Thi triển kiếm pháp, mấy chục đạo kiếm khí, mỗi một chiêu đều mang lực lượng mạnh nhất của tiên quân đỉnh phong, rơi vào trên người nhược hóa thú. Bành bành bành. Nhược hóa thú nổ thành bột phấn, phế tích vốn có chút cũ nát, lần nữa rung sụp một mảng lớn. Thoạt nhìn cũng không mạnh. Thấy một đạo kiếm khí đánh giết một thú, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, có điều còn không có cảm xúc xong, trước mắt bóng đen lay động, nhược hóa thú bị đánh tan lần nữa tụ tập lại, thật giống bất tử thân, nhanh chóng tấn công tới. Cái này, Trương Huyền sầm mặt lại. Một lát sau, nhược hóa thú lần nữa khôi phục, giống như kiếm pháp của hắn căn bản không có tác dụng. Chẳng lẽ đồ vật thuộc về linh hồn? Phu hồn nhảy ra mi tâm, một chưởng đập xuống. Đại bi thiên ma chưởng. Tuyệt học của Khưu Ngô cổ thánh, trải qua hắn thay đổi càng cao minh hơn, đặc biệt là vu hồn thi triển, lực công kích mạnh hơn, đối với tinh thần có tổn thương khó khôi phục. Chưởng lực nghiền ép, nhược hóa thú vỡ vụn, chẳng qua giống như kiếm khí trước đó công kích, mấy hơi sau, đồng dạng khôi phục. Trương Huyền không biết làm sao. Nếu như những vật này vẫn như vậy, làm sao cũng giết không chết, cho dù hắn nội tức như biển, cũng không kiên trì nổi. Minh lý chi nhãn. Lại liên tục thi triển mấy loại phương pháp, cũng không có phương pháp chém giết, trong mắt Trương Huyền hoa văn nhúc nhích, quả nhiên nhìn ra một ít không đúng. Mỗi khi một con nhược hóa thú bị giết, phế tích cũ nát sẽ chảy ra một đạo hắc khí bổ dưỡng đối phương, nhược hóa thú hấp thu khí tức, sẽ lần nữa long tinh hổ mãnh, tiếp tục chém giết. Những nhược hóa thú này, do khí tức suy yếu trong phế tích hội tụ thành, khí tức suy yếu bất diệt, thú thân bất tử. Trong lòng Trương Huyền bừng tỉnh. Khó trách đã dùng hết thủ đoạn, cũng không thể triệt để hủy diệt những vật này, thứ này cũng không phải thôn phệ khí tức suy yếu, mà là bản thân do khí tức suy yếu ngưng tụ thành, chỉ cần loại khí tức này vẫn còn, liền vĩnh sinh bất diệt. Phá hoại kiến trúc vốn tàn tạ, để nó suy yếu, bày ra dấu vết mới. Lông mày dương lên, kiếm khí lần nữa chút xuống. Lần này công kích không phải nhược hóa thú, mà là kiến trúc tàn tạ. Ầm ầm, đá vụn bắn tung tóe, tường đổ tàn viên lần nữa sụp xuống, lộ ra dấu vết mới tinh trong đó. Dấu vết mới xuất hiện, khí tức suy yếu không để ý tới nhược hóa thú, mà tích tụ ở phía trên không ngừng ăn mòn, mấy kiếm sau, đối phương bị chém xuống đầu, trong thời gian ngắn không cách nào hội tụ thành hình. Không bao lâu sẽ hình thành nhược hóa thú mới lần nữa. Hơn nữa số lượng sẽ càng nhiều. Thấy phán đoán chính xác, vẻ mặt Trương Huyền ngạc nhiên. Hãm không thành này quả nhiên cổ quái. Phá hủy kiến trúc, hình thành dấu vết mới cho dù có thể phân tán khí tức suy yếu,
nhưng những kiến trúc này chịu đựng không được mấy lần hủy hoại, trọng yếu nhất là, kèm theo ăn mòn, dấu vết mới biến thành dấu vết cũ, lực lượng suy yếu sẽ càng ngày càng mạnh, số lượng những nhược hóa thú kia cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nói cách khác, lần này có thể thông qua phá hoại kiến trúc tránh được một kiếp, nhưng người tới sau gặp phải nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, cho đến không thể thừa nhận. Cũng không biết những khí tức suy yếu kia đến cùng từ chỗ nào lan đến, đã vượt qua phạm vi cổ thánh thậm chí ngụy thần có thể lý giải. Trương Huyền nhíu mày, không suy nghĩ nhiều, tiếp tục tiến lên. Có kinh nghiệm của nhược hóa thú, lần này Trương Huyền cùng phân thân thận trọng phi hành, ngay cả dược liệu cũng không dám lấy. Đi tới hơn 10 phút, cảm thấy phía trước chân khí ngang dọc, dường như có người chiến đấu. Nhìn phân thân gật đầu, lặng lẽ bay về phía trước, vòng qua một bức tường, hai thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Chính là hai vị trong bốn vị tiên quân đỉnh phong xông vào trục tinh cung. Hai người này, một cái rớt một cánh tay, một cái khác ngực chúng vết thương dữ tợn, đã xuất hiện thối giữa, phát ra mùi vị hôi thối. Ta và ngươi đồng quy vô tận. Hai cái nổi giận gào thét, trường kiếm hai người bay tán loạn, đều đâm tới đối phương. Chân khí của bọn hắn tương đương, thực lực không kém nhiều, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Làm sao bản thân lại đánh nhau? Trương Huyền cau mày. Còn tưởng gặp Phù Trầm Tử hoặc Đỗ Cung Chủ, không nghĩ tới hai tiên quân đỉnh phong này lại đánh nhau, hơn nữa ra tay tàn nhẫn như vậy, trong lòng tràn đầy không hiểu. Không đúng, hẳn là lâm vào huyễn trận. Nhìn một hồi, cảm thấy được không đúng. Võ sĩ thần điện, hắn gặp qua nhiều lần, trên cơ bản đều không có nhân tình, hiện tại hai người kia anh dũng chém giết, mỗi một chiêu đều nhắm ngay chỗ hiểm, không chết không thôi, trên tinh thần hiển nhiên xuất hiện rối loạn. Có lẽ xung quanh có huyễn trận. Minh Lý Chi Nhãn vận chuyển, nhìn lại bốn phía. Lông mày lần nữa nhăn lại. Thân là trận pháp đại tông sư, lý giải trận pháp đã sớm đạt đến đỉnh phong nhất của toàn bộ thượng thương, nếu như bốn phía có huyễn trận, tất nhiên sẽ có sóng linh khí, từ đó xuất hiện vòng xoáy linh khí. Nhưng Minh Lý Chi Nhãn chiếu xuống, bốn phía yên tĩnh như thường, không phát hiện bất kỳ khí tức thác loạn gì, cũng tìm không thấy trận kỳ, trận tâm. Không có trận kỳ, trận tâm cũng không phải huyễn trận. Này sẽ là cái gì? Lần nữa nhìn một vòng, rất nhanh nhìn thấy mấy đóa hoa bộ dáng đặc thù xuất hiện ở phía trước. Mấy đóa hoa này, phân tán ở bốn phía phế tích, hiện hình đối xứng, một cỗ khí tức suy yếu bị hấp thu tiến vào bên trong, để nó lộ ra cực kỳ yêu diễm. Đây là tâm ma hoa. Tâm ma hoa, là thực vật trong truyền thuyết, có thể tỏa ra khí tức đặc thù, để cho người ta sinh ra tâm ma, cùng tinh huyết thạch có chút giống nhau, dưới tình huống bình thường. Tu luyện giả tới gần sẽ không chịu ảnh hưởng, trừ khi tiến hành công kích nó, mới có thể dẫn phát phản phệ. Chẳng lẽ hai người này công kích tâm ma hoa, mới làm cho tập thể phản phệ, tiên quân đỉnh phong cũng lâm vào huyễn cảnh, không cách nào tự kềm chế. Không đúng, là có người thiết kế cạm bẫy, hai người này bước vào trong đó mà thôi. Lại nghiên cứu phút chốc, bừng tỉnh hiểu ra. Trước mặt những tâm ma hoa này, đều có lực lượng đặc thù chấn động, một khi có người tới khu vực này. Sẽ đụng chạm phải lực lượng chôn giấu tốt, cuối cùng công kích tâm ma hoa, từ đó sinh ra khí tức để cho người ta hỗn loạn. Hai tiên quân đỉnh phong hẳn là chúng chiêu, mới biến thành bộ dáng này. Chẳng lẽ là, Đỗ Cung Chủ lưu lại? Thần điện tới mục đích là vì bắt Đỗ Cung Chủ, đối phương biết rõ nơi này nguy hiểm vẫn còn tới, vô cùng có khả năng tìm hiểu hãm không thành rất nhiều, muốn mượn hoàn cảnh trong đó chém giết. Mặc kệ, bọn họ tàn sát lẫn nhau, tất cả đều chết tốt nhất. Suy nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, thân thể nhảy lên bay qua phiến khu vực này, không dính dáng tới những tâm ma hoa kia. Bất quá mới bay vài mét, đột nhiên ngừng lại. Không tốt, như vậy liền đi, quá lãng phí. Dù sao cũng sẽ chết, còn không bằng làm chuyện tốt. Tinh thần tập trung, cong ngón tay búng một cái, mấy chục đạo tiên lực bắn ra bốn phía. Bàn chân bước một bước, trên không vù một tiếng, một đạo khí tường bất ngờ xuất hiện. Ngăn ở trước tâm ma hoa. Khí tường xuất hiện, hai vị tiên quân đỉnh phong đang giao chiến không nhận quấy nhiễu, trong mắt đỏ tươi từ từ rút đi. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đây là thế nào? Khôi phục tỉnh táo, hai người giao chiến ngừng lại. Các ngươi bị tâm ma hoa khống chế, vừa rồi đang tự giết lẫn nhau. Đang nghi hoặc, Trương Huyền ngụy trang võ sĩ thần điện đi nhanh tới. Tâm ma hoa. Thấy hắn đuổi theo nhóm người mình. Hai người bị thương thở phào nhẹ nhõm, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Thứ này, bọn họ cũng đã được nghe nói, uy lực vô tận,
không nghĩ tới bản thân vậy mà rơi vào trong đó. Vì phòng ngừa các ngươi tiếp tục giao thủ, lẫn nhau tổn thương, các ngươi nhanh đưa trường kiếm cho ta. Trương Huyền đi vào trước mặt. Hai người đồng thời nhíu mày. Động tác nhanh lên một chút, một khi tâm ma hoa tấn công lần nữa, các ngươi không kiên trì nổi, sẽ chết ở chỗ này. Trương Huyền quát tháo, song trưởng duỗi ra bóp một cái. Hai người đối diện đã nỏ mạnh hết đà, chỗ nào ngăn được, sau một khắc binh khí trong tay đã bị hắn cầm tới. Ngươi! Thấy vị này cứng rắn cướp, hai người đều cau mày. Tốt, không cần suy nghĩ nhiều, ta cũng là vì các ngươi. Trương Huyền giống như an ủi vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, thu hai thanh trường kiếm vào chữ vật giới chỉ, sau đó bay lên. Được rồi, các ngươi chơi vui vẻ. 3. Một tiếng nổ vang lên, vừa rồi bố trí khí tường trong nháy mắt nổ tung, lực lượng của tâm ma hoa lần nữa lan ra. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được con mắt lần nữa biến đỏ, tinh thần lại có chút không kiên trì nổi, hai võ sĩ thần điện đều sắp muốn điên rồi. Cái tên này không phải tới cứu chúng ta ư? Sao để cho tâm ma hoa công kích? Chơi vui vẻ có ý tứ gì? Chơi như thế nào? Ta muốn giết ngươi. Tràn đầy không hiểu, thấy hoa mắt, lần nữa lâm vào huyễn cảnh, từng cái con mắt đỏ thẫm vọt lên. Bành 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 bành. Mặc dù không có vũ khí, nhưng trên tay không lưu tình, từng cái trưởng lực 10 phần, chiêu chiêu đòi mạng. Phốc phốc phốc. Rất nhanh hai người miệng phun máu tươi, đồng thời ngã trên mặt đất, mắt thấy sống không được. Cho đến trước khi chết cũng không nghĩ ra, vì sao đồng bọn của mình sau khi cầm đi vũ khí, lại để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau. Đi thôi. Sớm biết bọn họ sẽ xuất hiện loại kết quả này, Trương Huyền chẳng muốn phí lời, tiếp tục đi đến phía trước. Dù sao cũng phải chết, vũ khí không thể lãng phí, còn thi thể. Trong chữ vật giới chỉ có không ít, đã không quan trọng. Hết chương 3697. Chương 3698. Trương Huyền cùng phân thân đánh lén. Rời khỏi mảnh phế tích này, phân thân cũng không còn nói nhảm tự luyến. Hãm không thành quỷ dị, vượt ra khỏi tưởng tượng. Khó trách có rất ít người đi vào, chỉ khí tức suy yếu cũng không phải người bình thường chịu được. Nắm giữ minh lý chi nhãn cùng thư viện, có thể trước thời hạn nhìn ra không ít nguy hiểm, giảm bớt rất nhiều phiền phức, dù vậy đi tới không đến 10 dặm, lại gặp 3 lần công kích, 2 lần suýt chút nữa rơi vào cạm bẫy. Thành công thoát khỏi, lại đi tới không xa, lần nữa cảm nhận được nơi đó truyền đến lực lượng chấn động. Nhìn nhau, cùng phân thân cấp tốc bay đi. Một quảng trường rộng lớn xuất hiện ở trước mắt, bên trái là nữ tử trang hoàng lộng lẫy, trên mặt mang một cái mặt nạ màu vàng xanh nhạt, cách đó không xa một tế đàn yên tĩnh lơ lửng, phía trên có hỏa diễm màu xanh thẳm thiêu đốt, thật giống như đã bắt đầu tế tự. Tóc nữ tử bay lên, tiên lực phun trào, không gian bốn phía vặn vẹo từng cơn. Bên tay phải là trung niên thần điện quen thuộc, kiếm khí phun ra nuốt vào, trong mắt mang theo lạnh lùng. Phù trầm tử. Con mắt rơi vào mặt đất cách đó không xa, một bóng người nghiêng dựa vào trên mặt đất, ngực tràn đầy máu tươi, đã bị trọng thương, chính là phù trầm tử trước đó đuổi tới. Còn tưởng cả hai không gặp được, không nghĩ tới đã trọng thương. Chẳng lẽ vị nữ tử đeo mặt nạ này, chính là Đỗ Thanh Diên cung chủ? Tỉ mỉ nhìn lại nữ tử. Mặt nạ đồng xanh cũng không biết là nghi thức tế tự hay là cái gì, không cách nào nhìn ra dung mạo, chỉ có thể cảm giác được trong cơ thể đối phương tiên lực cuồn cuộn, cho người ta một loại cảm giác mạnh mẽ, rõ ràng đã đạt đến ngụy thần cảnh. Nữ tử của 6 tông môn đi đến loại cảnh giới này, chỉ có Đỗ Thanh Diên, xem ra chính là nàng rồi. Dám ngăn trở thần điện, chẳng lẽ điện chủ các ngươi cũng muốn đối nghịch chúng ta? Nhìn về phía phù trầm tử trọng thương, trung niên khẽ nói. Trương Huyền mang theo nghi hoặc, tuy chiến đấu mới vừa rồi không thấy, nhưng trung niên không phải là đối thủ sao? Làm sao hiện tại cùng Đỗ Thanh Diên liên thủ, ngược lại bị thương? Chẳng lẽ trước đó trung niên cố ý thua, để cho phù trầm tử dẫn đường? Lời như vậy, ngược lại thật có khả năng. Người thần điện, từ trước tới nay âm hiểm, vì mục đích không từ thủ đoạn, làm ra loại sự tình này cũng không kỳ lạ. Nếu như các ngươi có thể làm gì điện chủ chúng ta, đoán chừng đã sớm động thủ a. Phù trầm tử cười lạnh, dãy dụa nhìn về phía nữ tử cách đó không xa. Đỗ cung chủ cẩn thận, trong tay hắn có vũ khí ngụy thần cảnh. Đỗ cung chủ cũng không trả lời, quay đầu nhìn về phía trung niên, mang theo sát ý lạnh như băng. Hô! Tay ngọc chuyển một cái, trường lực mạnh mẽ phá không đánh xuống,
trên bầu trời giống như trong nháy mắt xuất hiện một bàn tay che khuất bầu trời nghiền ép tới. Đại kình thương trưởng, không tệ. Trung niên cười to một tiếng, thân thể như du long trượt về phía trước, đồng thời trường kiếm phá không, kiếm như hàn mang. Đinh 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 đinh. Trường kiếm ngăn bàn tay tấn công, năm ngón tay tựa như đánh đàn, bỗng nhiên bắt tới tế đàn. Tự tìm cái chết. Nữ tử mặt nạ đồng xanh quát, cũng không thay đổi chiêu số, một trường tiếp lấy một trường đập xuống, không gian bốn phía bị lực lượng cường đại xé rách vặn vẹo, toàn bộ quảng trường sắp muốn nổ tung. Thân ảnh như điện, trung niên xuyên qua ở trong trường lực, cực kỳ thành thạo. Đỗ cung chủ, thực lực của ngươi làm sao giảm xuống nhiều như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì tế tự? Có điều, mặc kệ bởi vì cái gì, bây giờ tình huống của ngươi, khẳng định không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn giao ra tế đàn, ta có thể không hạ sát thủ, cho ngươi một cơ hội sống sót, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngăn lại mấy chiêu công kích, trung niên nhíu mày. Đỗ cung chủ ở trong sáu đại tông chủ bi danh khá cao, tu vi mạnh mẽ vô song, dưới tình huống bình thường, hắn muốn vượt qua không dễ dàng như vậy, làm sao lúc này cảm giác chiêu số thoạt nhìn hung mãnh, trên thực tế có loại cảm giác miệng cọp gan thỏ. Chẳng lẽ bởi vì thế tự, tiêu hao tất cả lực lượng? Bất quá như vậy tốt nhất, chỉ cần thành công cầm tới tế đàn, thần điện ban thưởng tuyệt đối có thể để cho tu vi lần nữa tấn thăng một đoạn dài. Cũng không trả lời, nữ tử tiếp tục điên cuồng công kích. Trên tế đàn hỏa diễm thiêu đốt càng thêm chói lọi, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ câu thông thượng thiên, truyền tin tức cho thần linh. Đã không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thấy đối phương càng đánh càng hăng. Không có ý tứ đầu hàng, bàn tay trung niên nâng lên. Hô! Một trường kích xuất hiện ở phía trước, nhẹ nhàng chuyển một cái, thẳng tắp đâm tới Đỗ cung chủ. Ô ô ô! Trường kích vừa xuất hiện, trên không xuất hiện vết rách to lớn, sau khi truyền vào lực lượng ngụy thần, mũi kích tuôn ra hàn khí, phảng phất như thế giới sụp đổ, chỉ cần đụng tới, sẽ tùy tiện hóa thành cho bụi. Vũ khí ngụy thần cảnh. Đồng tử Trương Huyền co rút lại. Chuôi trường kích này. Xem ra đã đạt đến ngụy thần cảnh, bằng không thì không có lực lượng như thế. Xích sắt trong tay mình cũng là cấp bậc này, nhưng uy lực rõ ràng kém một đoạn dài, xem ra đều là vũ khí ngụy thần cảnh, cũng có khác biệt rất lớn. Nữ tử cảm nhận được cỗ lực lượng này, lại không còn trầm ổn như trước, híp mắt lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn cách đó không xa. Muốn chết thì cùng chết. Nàng gào lên một tiếng, lăng không chảo một cái. Phần phật. Tế đàn ngăn ở phía trước, hỏa diễm màu xanh thẳm hung mãnh thiêu đốt. Xem ra nếu như trường kích muốn đánh giết vị Đỗ cung chủ này, sẽ đi đầu đánh nát tế đàn. Thần điện chi chủ muốn chính là tế đàn, một khi phá hoại, liền không còn tác dụng, tự nhiên không cho phép loại chuyện này phát sinh. Bàn tay trung niên nhấc lên, trường kích dừng ở trên không, híp mắt lại. Ngươi tự tìm cái chết. Nếu như ta chết, sẽ trước thời hạn hủy diệt tế đàn, coi như có lỗi với thiên tổ. Cũng tốt hơn rơi vào trong tay thần điện các ngươi, muốn động thủ, thì tới đi. Nữ tử cắn chặt răng. Thực lực của đối phương mạnh mẽ hơn nàng, lại thêm nắm giữ vũ khí ngụy thần cảnh, căn bản ngăn cản không nổi, đã như vậy. Cùng lắm thì đồng quy vô tận. Đối phương đã muốn tế đàn, sợ ném chuột vỡ bình, hẳn là sẽ an toàn hơn không ít. Thử một lần, quả như thế. Hừ, nắm đấm siết chặt, sắc mặt trung niên tái xanh, một lát sau lông mày dương lên. Vậy ta trước hết giết hắn lại nói. Ầm ầm, trường kích thẳng tắp nghiền ép về phía Phù Trầm Tử. Sắc mặt Phù Trầm Tử tái xanh, muốn phản kháng, lại phát hiện thương thế quá nặng, không cách nào rời khỏi mặt đất, ánh mắt lộ ra kiên quyết, quay đầu la lên. Đỗ cung chủ, người đi nhanh đi, có tế đàn trong tay, hắn không dám bức bách, không cần phải để ý đến ta. Nữ tử nhíu mày, thân thể run rẩy, mang theo tế đàn ngăn ở trước mặt Phù Trầm Tử. Muốn hủy diệt tế đàn, thì tiếp tục tiến công. Hô! Trường kích dừng ở trên không. Ngươi! Trung niên tức giận sắp nổ tung, lực lượng trên trường kích không ngừng tàn phá bừa bãi, bốn phía sóng khí dập dờn, mặt đất xuất hiện từng vết rách to lớn. Bành! Đúng lúc này, vẻ mặt nữ tử đột nhiên trở nên trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp xông về phía trước, tầng tầng lớp lớp té ngã trên đất. Tràn đầy khó tin, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Phù Trầm Tử vừa rồi trọng thương, tiện tay sẽ tử vong đứng dậy, lau máu tươi ở khóe miệng, nào có nửa điểm bị thương. Đỗ cung chủ, xấu hổ, tế đàn ở trong tay ngươi, chúng ta không thể có mảy may tổn hại, cho nên chỉ có thể dùng loại phương pháp này.
Phù Trầm Tử nhẹ nhàng vồ một cái, tế đàn liền bị bắt lại, mất đi sức phản kháng. Vừa rồi lực lượng của Đỗ Cung Chủ mạnh mẽ, cứng rắn cướp cũng đoạt không qua, hiện tại bị trọng thương, đối với tế đàn không còn lực khống chế, trực tiếp bị thu vào chữ vật giới chỉ. Thông thần điện lúc nào cũng quy thuận thần điện. Đỗ Cung Chủ siết chặt nắm đấm. Hiển nhiên nằm mơ cũng không nghĩ đến, vị Phù Trầm Tử này vừa rồi liều mạng cứu nàng, vậy mà là người thần điện, vừa rồi tất cả động tác, đều chỉ là diễn trò. Trương Huyền giấu ở một bên lông mày nhìn không được nhảy dựng. Trước đó liền cảm thấy kỳ lạ, trung niên đã mạnh mẽ như vậy, làm sao sẽ bị Phù Trầm Tử nhẹ nhõm đánh bại, náo loạn nửa ngày, hai cái này là cùng một bọn. Như vậy liền hiểu rõ, vì sao Phù Trầm Tử vừa rời khỏi Trục Tinh Cung, trung niên liền đuổi theo, hơn nữa một đường không có bị phát hiện. Hai người kẻ sướng người họa, chính là vì lừa gạt đám người đại trưởng lão, biết được tung tích của Đỗ Cung Chủ, sau đó truy lùng tới. Quả nhiên mưu kế hay, hảo tâm cơ. Tế đàn tới tay, giết người đi. Trung niên hừ lạnh. Phù Trầm Tử gật đầu, lực lượng ngưng tụ, vừa định động thủ với Đỗ Cung Chủ, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Vù vù. Hai bóng người xuất hiện ở quảng trường. Chính là Trương Huyền cùng phân thân ngụy trang tiên quân đỉnh phong. Đã diệt trừ theo dõi. Thấy bọn họ tới, trung niên nhíu mày. Người kia rất giảo hoạt, trước thời hạn biết nguy hiểm, đã trốn. Trương Huyền xấu hổ. Chạy trốn. Trung niên nhíu mày, tràn đầy không vui. Đoán không sai, hẳn là tân nhiệm tông chủ của Thất Tinh Lâu, không có dễ dàng giết chết như vậy. Phù Trầm Tử lắc đầu. Thất Tinh Lâu. Trung niên cau mày. Người này giống như Chính Dương tông chủ, Trương Huyền tông chủ quật khởi quá cổ quái, ta từng chuyên môn điều tra, chỉ là tạm thời không có tin tức mà thôi. Vẻ mặt Phù Trầm Tử nghiêm túc. Có điều không cần phải gấp, cầm tế đàn về trước. Chuyện này đương nhiên sẽ có người khác xử lý. Trung niên gật đầu, không nói thêm lời, liếc mắt nhìn Đỗ Cung Chủ, xoay người lại. Giết nàng đi. Tốt. Phù Trầm Tử lên tiếng, vừa định nói chuyện, hai tiên quân đỉnh phong sau lưng liền đến trước mặt. Vẫn là chúng ta ra tay đi, vừa rồi không có bắt được Lưu Dương Tông Chủ, giết nàng cũng coi như lấy công chuộc tội. Nói xong, Trương Huyền mấy bước đi vào trước mặt Đỗ Cung Chủ. Phân thân thì đứng ở bên người trung niên chỗ. Tốt. Trung niên không nghi ngờ gì, gật đầu, vừa định xoay người rời khỏi, phân thân cùng Trương Huyền đồng thời động thủ. Hô! Hai đạo kiếm khí sắc bén bất ngờ xuất hiện, cùng thời khắc đó, xuất hiện ở sau lưng trung niên cùng Phù Trầm Tử. Trương Huyền cùng phân thân đánh lén, hai người này căn bản không có đề phòng, chỉ thoáng cái, liền bị đâm xuyên thân thể, xuất hiện một lỗ máu to lớn. Ngươi! Một mực nghĩ đến phục kích người khác, không nghĩ tới lại bị thuộc hạ phục kích, vẻ mặt của trung niên cùng Phù Trầm Tử trong nháy mắt trắng bệch, tràn đầy khó tin. Hết chương 3698. Chương 3699. Trang bức đánh đổi. Giết bọn hắn. Biết hai vị này là cường giả ngụy thần cảnh, cho dù trọng thương, nhưng một khi phản ứng lại, vẫn có thể bộc phát ra lực lượng hủy diệt thiên địa, không chút do dự, cổ tay Trương Huyền rung lên, túi thú sủng lập tức mở ra. Dầm. Xích sắt ngụy thần cấp bao phủ trung niên, sau một khắc, Huyền Bối Quy cùng tam xa phá không tới. Thân thể rúc vào vỏ, thân thể khổng lồ hơn 100 mét của Huyền Bối Quy từ không trung bay xuống, tam xa thì bỗng nhiên phun một cái, vài đạo kiếm khí nghiền ép tới. Cho dù bọn chúng là ngụy thần cảnh ở đại dương, nhưng giờ phút này dùng hết toàn lực, vẫn vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt, trên người trung niên liền xuất hiện 10 lỗ máu to lớn, hai tay bị mai rùa chấn vỡ. Nào nghĩ tới xuất hiện loại biến cố này, trung niên tức giận nổ đom đóm mắt, bàn tay chảo một cái, trường kích run lên bần bật, muốn chém giết Huyền Bối Quy cùng tam xa. Phốc! Vừa bay không xa đã ngừng lại, bị một thi thể tiên quân cảnh mạnh mẽ ngăn đường đi. Nắm đấm siết chặt, trung niên vừa định triệu hoán trường kích, để nó đâm xuyên thi thể, liền cảm thấy lực lượng bỗng nhiên cổ động. Thi thể nổ tung, trường kích bị bùng nổ sinh ra sóng khí chấn động. Không tự chủ được lắc lư một cái, có chút không khống chế được. Cho dù vũ khí ngụy thần cảnh mạnh mẽ, nhưng tiên quân đỉnh phong tự bạo, vẫn có thể chấn linh tính trong đó, có chút không mò ra đông nam tây bắc, tựa như mất đi ý thức. Thật vất vả ổn định thân thể, còn muốn xông tới hỗ trợ, lại một thi thể xuất hiện, lần nữa kích nổ. Liên tục ba thi thể tự bạo, trường kích cũng không chịu nổi, từ không trung rơi xuống, trong thời gian ngắn muốn nhúc nhích làm không được. Cho dù loại bùng nổ này không có làm bị thương vũ khí,
nhưng linh tính trong đó đã bị hao tổn gần như, xem như phế rồi. Trường kích bị tổn thương, trung niên phun máu tươi, vốn đã bị thương, chỗ nào còn có thể xử lý được ba cường giả cùng cấp bậc công kích, huyền bối quỳ bỗng nhiên đập một cái, đầu lập tức dìm vào bả vai, thi thể tầng tầng lớp lớp té ngã trên đất. Từ khi giao thủ đến hắn bị giết chết, hết thảy không đến ba cái hô hấp. Thoạt nhìn rất nhanh, nhưng trên thực tế tổn thất ba thi thể tiên quân đỉnh phong, vận dụng một vũ khí ngụy thần cảnh cùng hai tiên thú ngụy thần cảnh. Toàn bộ đại lục, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Huyền mới có thể xa xỉ như vậy. Bên này chiến đấu với trung niên, đại sa nhị sa cùng với phân thân cũng lao đến phủ trầm tử. Mặc kệ đối phương đến cùng là người thông thần điện hay người thần điện, nếu đã triển lộ bộ mặt thật, động thủ với Đỗ cung chủ, liền không thể khách khí hay nương tay. Hô! Phân thân đi tới trước mặt, ôm phù trầm tử vào trong ngực, gắt gao khóa lại khớp xương của đối phương. Đủ loại công kích của đại sa, nhị sa như mưa to hạ xuống, cùng thời khắc đó, cổ tay Trương Huyền rung lên, bảy thanh trường kiếm tiên quân đỉnh phong rơi xuống, tựa như một tấm lưới lớn màu bạc. Xì 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 xì, kiếm khí như rồng, phát ra thanh âm nghẹn ngào, phù trầm tử còn không có phản ứng lại, toàn thân giống như thủy tinh vỡ vụn, biến thành từng khối thịt vụn rơi trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Nhìn qua đối phương chiến đấu, Trương Huyền đã sớm biết chiêu số thiếu hụt, mượn năng lực bất tử của phân thân, thêm vào thủ đoạn của đại sa nhị sa, vừa ra chiêu liền khóa chặt thắng lợi. Chẳng lẽ tên này phản bội thông thần điện? Nhìn hai người này đều bị thuận lợi chém giết, bên hắn cũng không nhận thương hại quá lớn, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhíu mày. Trước đó thời điểm ở Trục Tinh Cung, từng chuyên môn dùng thư viện quan sát qua, phù trầm tử thực là trưởng lão thông thần điện, đã như vậy. Vì sao trợ giúp trung niên? Chẳng lẽ giữa hai người có giao dịch gì, hoặc thần điện lẻn vào thông thần điện làm nội gián? Nói thật, vốn còn muốn lưu lại người sống, nhưng tu vi đến ngụy thần, thực lực quá đáng sợ, một khi chém giết bất tử, sẽ xuất hiện biến cố không mong muốn, ngộ nhỡ chạy trốn, tin tức tiết lộ, đoán chừng thân phận Lưu Dương cũng không giữ được. Thân phận Trương Huyền, Trịnh Dương bị nhận ra, bị thần điện đuổi giết, thân phận này lại tiết lộ, cũng không thể để hắn giả nữ, ngụy trang thành Triệu Nhã A. Không đi nghĩ những cái này, cúi đầu liếc mắt nhìn, thấy trung niên cùng phù trầm tử bị chém giết, Trương Huyền ôm quyền nhìn về phía Đỗ cung chủ đã trọng thương. Đỗ cung chủ, tại hạ thất tinh lâu tân nhiệm tông chủ Lưu Dương. Đừng có gấp, ta giúp người trị liệu. Đối phương bị phù trầm tử đánh lén, thương thế cực nặng, không nhanh chóng cứu chữa, có thể sẽ trực tiếp tử vong. Nói xong cổ tay khẽ đảo, một bình ngọc xuất hiện. Vừa định đưa tới, chỉ thấy Đỗ cung chủ đâm tới một thanh trường kiếm. Trương Huyền sững sờ, không khỏi co rụt lại, vừa định hỏi thăm, chỉ thấy Đỗ cung chủ hóa thành một đoàn sương mù, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tựa như bỗng dưng thuấn di. Đỗ cung chủ, biết đối phương khẳng định là thi triển độn pháp đặc thù nào đó, Trương Huyền vội vàng la lên. Bất quá tốc độ của đối phương cực nhanh, đã biến mất tại nguyên chỗ, tìm không đến rồi. Đoán chừng là bị người hãm hại sợ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trương Huyền cười khổ. Vị Đỗ cung chủ này, hẳn là bị phù trầm tử hãm hại làm sợ hãi, sợ mình cũng là thần điện ngụy trang. Dù sao thất tinh lâu cùng Trục Tinh Cung quan hệ không quá tốt, bản thân lại bốc lên nguy hiểm lớn như vậy cứu người, vừa ra tay tế ra một vũ khí ngụy thần cảnh, bốn tiên thú ngụy thần cảnh. Nói không nghi ngờ đó là giả. Dù sao có thể thoáng cái lấy ra nhiều ngụy thần này, trừ thông thần điện và thần điện. Sáu đại tông môn không có một cái có thể làm được. Chỉ là, tế đàn còn ở nơi này a hát. Vừa rồi vì thứ này, tính mạng cũng không cần, làm sao giờ phút này cũng không cần. Vẻ mặt bất đắc dĩ, Trương Huyền quay đầu đi về phía trung niên bị chém giết, gỡ xuống chiếc nhẫn trên tay hắn, trực tiếp luyện hóa, tinh thần khẽ động, tế đàn vừa rồi tản ra hỏa diễm xuất hiện. Hỏa diễm vẫn thiêu đốt, tựa như câu thông thần linh, phía trên có khí tứa làm linh hồn run rẩy. Không ngừng tuôn qua. Trương Huyền cau mày. Nếu như thứ này ở bên ngoài thiêu đốt, tỏa ra loại lực lượng này, khiến người ta cảm thấy thần linh bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm, nhưng ở trong chữ vật giới chỉ như vậy. Cho người cảm giác giống đốt nến đặt ở trong ly thủy tinh, không những bất diệt, còn càng đốt càng lợi hại. Diệt. Ngón tay nhẹ nhàng phất một cái, hỏa diễm dập tắt, minh lý chi nhãn chiếu rọi, Trương Huyền nhìn kỹ tế đàn. Giống như tế đàn lúc trước dị linh tộc. Thần Dung Hoàng sử dụng, cho người ta một loại cảm giác xa xăm yên lặng, toàn thân băng lãnh, ngón tay tới đụng chạm, sửng sốt một chút, Trương Huyền không nhịn được cười lên. Không nghĩ tới bị nàng lừa.
Trương Huyền lắc đầu. Vốn muốn nhìn một chút tế đàn này đến cùng chân quý tới đâu, kết quả lại phát hiện là giả. Phù Trầm Tử, trung niên liên hợp diễn trò, để Đỗ cung chủ trọng thương, náo loạn nửa ngày, đối phương cũng đang diễn trò, làm cái tế đàn giả, liều chết bảo vệ. Bất quá cái tế đàn này làm quả giống, Minh Lý Chi Nhãn cũng không thể nhìn thấu, nếu không phải mượn thư viện, cường giả ngụy thần cảnh cũng chưa chắc có thể thấy được sơ hở. Chủ nhân, mặt ngoài hẳn là thần huyết. Đại Sa đi vào trước mặt. Trương Huyền nhìn lại tế đàn, quả nhiên thấy mặt ngoài có một tầng hoa văn nhàn nhạt, mang theo đỏ thẫm, khí tức để cho linh hồn người ta run rẩy, chính là từ phía trên này tản ra. Lấy ra dây chuyền, để ở trước mặt hoa văn, lần nữa cảm thấy phía trên xuất hiện cảm giác khô nóng. Là thần huyết. Trương Huyền thở ra một hơi. Khó trách cái tế đàn giả này, hắn nhìn không ra, hai vị ngụy thần cũng theo đó liều mạng, không tiếc bại lộ, nguyên lai là dùng thần huyết khắc họa hoa văn, mới làm được lấy giả đánh cháo, không người có thể nhìn ra. Đây là giả, vậy thật đến cùng ở đâu? Trương Huyền nhíu mày. Vị Đỗ cung chủ kia liều mạng bảo vệ giả, thu hút người thần điện chú ý, vậy thật giấu ở nơi nào? Mặc kệ những thứ này, trước tìm được Đỗ cung chủ lại nói, chỉ có nàng, mới có thể biết tin tức của Lạc Nhược Hy. Cổ tay rung lên, thu hồi tế đàn cùng hai thi thể ngụy thần cảnh, Trương Huyền mang theo bốn thánh thú cùng phân thân cấp tốc đuổi theo. Vị Đỗ cung chủ này trọng thương, hẳn là đi không xa, cùng một chỗ giúp ta tìm xem. Dặn dò một tiếng, bốn thánh thú liên hợp phân thân, chia năm phương hướng. Nơi này đâu đâu cũng có phế tích, đâu đâu cũng có địa phương ẩn thân, dựa vào một mình hắn, không biết phải tìm đến lúc nào, nhiều người lực lượng lớn, mau chóng tìm ra đối phương rời khỏi nơi đây lại nói. Chủ nhân, không đến 3 phút, Huyền Bối quy đi vào trước mặt, chỉ một phương hướng. Theo sát ở phía sau, đi vào một chỗ, Minh Lý Chi Nhãn chiếu rọi, Trương Huyền quả nhiên phát hiện không đúng. Tuy không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhưng linh khí chỗ này, so với địa phương khác càng nồng đậm, hơn nữa cho người ta cảm giác đã hoàn toàn luyện hóa. Nàng hẳn là ở chung quanh đây, bởi vì thương thế quá nặng, không khống chế được lực lượng trong cơ thể, lúc này mới phát ra. Trương Huyền gật đầu. Đỗ cung chủ bị đánh lén đến chỗ hiểm, tu vi đã không nắm được, cho dù giấu rất tốt, áp chế cũng không tệ, nhưng cũng sắp không kiên trì nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ chân khí không nắm được, hoàn toàn tán loạn mà chết. Cho nên việc cấp bách, không vì cái khác, mà là tìm được đối phương, cứu lại nói. Nếu không, thật sự sẽ thành công dã tràng. Tìm được dấu vết, phân thân tính cả mấy tiên thú đồng thời bay tới. Khí tức suy yếu ở chỗ này. So với trước đó càng thêm nồng đậm, có thể đoán được, chỉ cần bị thương, ăn mòn sẽ càng thêm nghiêm trọng, khó mà khỏi bệnh. Tìm như vậy không biết phải tìm đến lúc nào, điều tra động tĩnh của khí tức suy yếu, tìm ra hẳn dễ dàng hơn không ít. Tỉ mỉ nhìn bốn phía một vòng, không phát giác được cái gì, Trương Huyền nói một tiếng. Phân thân, người tới. Phân thân nhíu mày, đi vào trước mặt. Đừng động. Trương Huyền lấy ra đồng thường kiếm, bỗng nhiên đâm một cái. Ngực của phân thân xuất hiện một lỗ thủng lớn. Người dọc theo bốn phía lượn một vòng, chỗ nào ăn mòn nhanh, chứng minh khí tức suy yếu nồng đậm. Trương Huyền nói. Phân thân phát điên. Người nha, muốn tìm kiếm phương hướng khí tức suy yếu di động, đâm bản thân a hát, nhiều tiên thú như vậy, đâm ta làm gì? Ta bị thương không cách nào tự khôi phục, người có thể. Vẻ mặt Trương Huyền thành thật. Mặt khác, ta tuyệt đối không thù dai, người yên tâm. Khóe miệng phân thân co giật. Không thù dai, còn có thể lại trực tiếp một ít không? Không phải là trang bức sao? Cần thù ta như thế? Hết chương 3699. Chương 3700. Đỗ cung chủ tế tự. Thời điểm nói chuyện, miệng vết thương của phân thân toát ra hắc khí, giống như trước đó, đã bị lực lượng trong cơ thể bức đi ra. Loại thương thế này ở trên người ta lưu không được bao lâu, khí tức suy yếu tìm không thấy. A hát. Một tiếng kêu thảm, vội vàng cúi đầu, ngay sau đó nhìn thấy kiếm của Trương Huyền đâm ở một nơi khác. Không có việc gì, thương lành lại đâm là được, ta không ngại mệt. Trên đầu gân xanh nhảy loạn, phân thân hận không thể một chưởng đập chết chân thân. Bất quá cuối cùng vẫn ngừng lại, kéo lấy thân thể bị thương, bay lượn bốn phía. Giống như dự đoán, khí tức suy yếu quả thực nồng độ khác biệt, thời gian không dài, tìm được vị trí nồng nặc nhất. Nơi này cũng không phải giống như trước đó phế tích rất nhiều, phế tích ít nhất, thực vật nhiều nhất. Từng dây leo thô to xoay quanh ở góc tường,
triệt để bao phủ một vách tường ở trong đó. Xác định địa phương, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, dừng lại một chút, ngón tay điểm một cái, trên trăm trận kỳ bay ra ngoài, rơi vào bốn phía, sắp đặt thành một trận pháp. Làm xong những cái này, mới đi đến trên không dây leo, âm thanh truyền xuống. Đỗ cung chủ, tại hạ là tông chủ Thất Tinh Lâu, cùng thần điện không có bất cứ quan hệ nào. Ta biết ngươi ở phía dưới, còn xin đi ra để ta chữa thương cho ngươi, nếu không khí tức suy yếu xâm nhập, không kiên trì được thời gian một nén nhang, liền có thể sẽ chết. Ngươi bây giờ, nội tạng cùng kinh mạch đều đã xuất hiện tán loạn, thậm chí hô hấp cũng khó mà làm được a. Vị Đỗ cung chủ này bị phù trầm tử đánh lén, thương thế cực nặng, ở ngoại giới cũng rất khó sống sót, huống chi nơi này khí tức suy yếu thẩm thấu ra thịt, sẽ dọc theo vết thương chui vào trong cơ thể, triệt để ăn mòn cùng phá hoại nội tức. Không nhanh chóng xua đuổi, coi như nàng là cường giả ngụy thần cảnh, một nén hương cũng rất khó kiên trì. Ầm ầm, dây leo nổ tung, Đỗ cung chủ bay ra, thân thể không ngừng run rẩy, thoạt nhìn đau khổ kinh khủng, chẳng qua thân thể thẳng tắp như cũ, ánh mắt lộ ra lạnh lùng. Tế đàn là giả, nàng sợ vị cái trước mắt này đã sớm nhìn ra, giống như tình huống trước, lại là khổ nhục kế. Người thần điện không có tình cảm, chỉ cần có thể hoàn thành mục đích, chết mấy người không coi vào đâu, huống chi đối phương thủ đoạn vô tận, thoạt nhìn bị chém giết, ai biết có phải chướng nhãn pháp hay không. Cho nên dù đối phương nói muốn cứu nàng, nàng vẫn không tin. Tế đàn ta đã sớm giấu ở chỗ sâu trong hãm không thành, không có người tìm được, muốn từ trên người của ta làm văn chương, đừng nằm mơ. Muốn giết cứ giết, khổ nhục kế gì đó, ta sẽ không mắc lừa. Đỗ cung chủ cắn chặt răng. Ngươi thật hiểu lầm. Trương Huyền cười khổ lắc đầu, ngón tay búng một cái, một hồ lô bay đi, dưới lực lượng khống chế, yên tĩnh lơ lửng ở trước mặt đối phương. Uống hết thuốc chữa thương bên trong, nếu không không cần ta ra tay, ngươi khẳng định cũng sống không nổi. Đỗ cung chủ nhìn bốn phía, trong thời gian ngắn không thể chạy trốn, lúc này mới nhận lấy hồ lô, ngẩng đầu uống vào. Đối phương nói không sai, hiện tại lục phủ ngũ tạng của nàng đã bị khí tức suy yếu ăn mòn, lực lượng trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, mức độ trọng thương so với Bạch Diệp trưởng lão lúc trước còn nghiêm trọng gấp bội, nếu không phải đạt đến ngụy thần, thân thể xuất hiện thuế biến, khẳng định đã sớm chết. Giờ phút này lộ tuyến có thể chạy trốn bị trận pháp phủ kín, không cách nào rời khỏi, mặc kệ đối phương là độc dược hay tiên dược chữa thương, uống là được, cùng lắm thì tự bảo. Đồng quy vô tận. Uống nước xong, vẻ mặt âm trầm, một lát sau, phun ra một ngụm máu tươi, không phải đỏ thẫm, mà là đen kịt, rơi trên mặt đất, hắc khí chui ra, bay lượn bốn phía, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Đỗ cung chủ tràn đầy khó tin. Nàng đối với tình huống của hãm không thành biết rất rõ ràng, nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể trước thời hạn sắp đặt trận pháp, để người thần điện chịu thiệt. Loại khí tức suy yếu này, đi vào trong cơ thể, tổn hại căn nguyên, uống một bình nước của đối phương liền giải quyết. Ngươi đến cùng là ai? Đỗ cung chủ nhìn qua. Người thần điện không có khả năng dễ dàng giải quyết tai họa ngầm cho nàng như vậy, hơn nữa trước đó cũng chưa từng nghe qua đối phương có thể hóa giải khí tức suy yếu nơi này. Chứng minh đối phương cùng giống như mình nói, vô cùng có khả năng cùng đám người phù trầm tử lúc trước không phải là một bọn. Mới vừa rồi đã giải thích qua, tại hạ là Thất Tinh Lâu tông chủ Lưu Dương, cố ý tới tìm kiếm cung chủ, cũng không phải vì tế đàn gì, mà là muốn hỏi thăm một ít chuyện. Trương Huyền ôm quyền, hỏi thăm sự tình. Không sai, vô nhân hải, cung chủ tế tự thượng thương, gặp phải vị thần linh kia, có phải Lạc Nhược Hy hay không? Trương Huyền tràn đầy khẩn trương hỏi. Đỗ cung chủ cau mày. Thấy nàng không muốn nói, dường như lòng có nghi kỵ, Trương Huyền nhẹ nhàng kéo một cái, lấy ra dây chuyền trên cổ. Thứ này ngươi hẳn nhận thức. Đám thú đại sa nhìn qua một cái cũng có thể nhận ra, Đỗ cung chủ thật triệu hoán Lạc Nhược Hy hạ giới, hẳn là quen thuộc. Đây là tín vật của linh thần. Thân thể chấn động, Đỗ cung chủ liên tục lui về sau hai bước, tràn đầy khó tin. Ngươi là Trương Huyền, tông chủ. Đúng vậy. Trương Huyền gật đầu, lực lượng ngụy trang biến mất, khôi phục dung mạo vốn có. Trục Tinh cung trưởng lão, Giang Giao bái kiến Trương tông chủ. Xác nhận thân phận, Đỗ cung chủ quỳ mọp xuống đất. Giang Giao. Trương Huyền nhíu mày, vừa rồi hai bên còn không có chiến đấu, vị Đỗ cung chủ này liền bị đánh lén trọng thương, cho nên một mực không vận dụng thư viện, còn tưởng rằng là Đỗ cung chủ chân chính, làm sao biến thành trưởng lão. Lấy xuống mặt nạ đồng xanh, Đỗ cung chủ lộ ra khuôn mặt của một thiếu phụ nói.
Thần điện tới bức bách tế đàn, tông chủ để cho ta ngụy trang thành dáng dấp của nàng tới hãm không thành, nghĩ biện pháp chém giết đối phương, mà nàng thì giấu tế đàn ở vị trí đặc thù, không ở nơi đây. Cái này, Trương Huyền nháy con mắt. Không hổ là cung chủ, cường giả ngụy thần cảnh quả nhiên mỗi một cái đều không phải đơn giản. Trước đó cho rằng đối phương đã trúng kế, náo loạn nửa ngày, là người thần điện trúng kế, bị vị cung chủ này đùa nghịch xoay quanh. Xem ra bọn họ đã sớm biết, đám người đại trưởng lão khẳng định không kiên trì được bao lâu, cố ý tiết lộ tin tức giả cho đối phương, để vị trưởng lão này mang theo tế đàn giả đi hãm không thành, hơn nữa thể sống chết bảo vệ, thu hút đám người thần điện, bản thân thì đi một con đường khác. Tu vi của ngươi. Rõ ràng điểm ấy, Trương Huyền cau mày. Sáu đại tông môn, không phải mỗi trăm năm chỉ có một danh ngạch ư. Vì sao Trục Tinh Cung đột nhiên toát ra một vị cường giả ngụy thần cảnh không biết tên? Là thần huyết. Giang Giao nói. Trương Huyền giật mình. Đỗ Thanh Diên triệu hoán thần linh, tùy ý mấy giọt máu sáng tạo ra huyền bối quy cùng ba con giao xa, ngay cả sinh vật biển cũng có thể thuận lợi đột phá đến ngụy thần. Trục Tinh Cung cung chủ là người triệu hoán, nhất định cũng đã nhận được không ít huyết dịch. Tạo nên ngụy thần cảnh liền không khó. Chỉ là chuyện này vô cùng bí ẩn, Giang Giao hẳn giống như Phong Thiêm trưởng lão, thuộc về lực lượng bí mật của tông chủ, lúc này mới dẫn đến tin tức không tiết ra ngoài, hầu như không người biết được. Dù sao đột phá ngụy thần không có thiên kiếp, chỉ cần làm kín đáo, giấu giếm những người khác dễ như trở bàn tay. Bây giờ tông chủ của các ngươi ở nơi nào? Hỏi thăm vài câu, đối phương cũng không biết sự tình liên quan tới Lạc Nhược Hy, Trương Huyền nhíu mày nói. Tông chủ từng nói qua, nếu như là Trương tông chủ của Lăng Vân kiếm các hỏi thăm, nhất định phải nói rõ sự thật, chỉ là tại hạ biết cũng không nhiều. Giang Giao cười khổ. Tông chủ Lăng Vân kiếm các. Trương Huyền cau mày. Vừa rồi còn tưởng đối phương xưng hô mình tông chủ, là bởi vì thất tinh lâu, Lăng Vân kiếm các, hắn lúc nào cũng thành tông chủ rồi. Như vậy chẳng phải biểu thị, sáu đại tông môn, đã kiêm ba cái. Vâng. Giang Giao nghi ngờ liếc mắt nhìn. Chuyện này, toàn bộ đại lục đều biết, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng. Trước rời khỏi nơi này, sau đó ngươi nghĩ biện pháp báo tin Đỗ cung chủ, nói Trương Huyền tìm nàng, còn ứng đối thần điện, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. Tốt. Giang Giao không nói thêm lời. Hai người dựa theo đường cũ trở về. Cho dù hãm không thành quỷ dị, hai người một cái quen thuộc, một cái nắm giữ minh lý chi nhãn, lại thêm thực lực đều cực mạnh, nên không gặp được quá nhiều nguy hiểm, sau nửa canh giờ, lần nữa trở lại trên không sa mạc. Ta liên lạc Đỗ cung chủ một chút. Rời khỏi vị trí quỷ dị kia, Giang Giao thở phào nhẹ nhõm. Vốn cho rằng nhiệm vụ lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới lại được Trương Huyền tông chủ cứu. Lấy ra ngọc phù đưa tin, bố trí trận pháp đặc biệt tiến hành đưa tin. Một lát sau quay đầu nhìn qua. Ta đã truyền tin tức ra ngoài, bây giờ trở về Trục Tinh Cung, không có gì bất ngờ xảy ra, cung chủ nhận được tin tức ta an toàn, hẳn cũng sẽ trở về. Trương Huyền gật đầu. Hai người ngồi đại xa, cấp tốc bay về Trục Tinh Cung. Thời không xa xôi không biết tên, Trục Tinh Cung cung chủ Đỗ Thanh Diên đứng ở trước tế đàn, nói lẩm bẩm. Tế đàn tỏa ra lực lượng đặc thù, từng đoàn hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Vù vù. Không biết qua bao lâu, trên tế đàn xuất hiện một hư ảnh. Tế tự vì chuyện gì? M Thanh mang theo tiếng oanh minh, tựa như vượt qua thời không. Ta muốn gặp Linh Thần. Đỗ Thanh Diên quỳ rạp xuống đất. Linh Thần đã rời khỏi, sẽ không gặp ngươi. Hư ảnh thản nhiên nói. Đỗ Thanh Diên dừng lại một chút nói. Vậy ta có chuyện muốn báo cáo. Thần điện ra tay với sáu đại tông môn, thời gian thông thiên kiều mở ra cũng có thay đổi. Ta nghi ngờ thần điện xuất hiện biến cố, cho nên muốn nói cho thần linh. Đỗ Thanh Diên nói. Biến cố. Hư ảnh nhíu mày. Ngươi có tin tức gì? Tại sao lại xuất hiện loại hiện tượng này, có suy đoán gì không? Có một chút suy đoán, chẳng qua không dám xác định. Đỗ Thanh Diên gật đầu nói. Có thể để cho thần điện đột nhiên nhúng tay thế tục, hơn nữa tới cướp đoạt tế đàn, ta nghi ngờ là vì. Ầm ầm. Lời còn chưa nói hết. Không gian cách đó không xa vặn vẹo, một bóng người bất ngờ xuất hiện ở phía trước. Đùng! Nhẹ nhàng bóp một cái, bóng người trên tế đàn lập tức vỡ vụn, ngay sau đó tế đàn thiêu đốt vùng vẫy vài cái, rơi vào lòng bàn tay đối phương. Nhìn thấy hư ảnh thần linh tế tự xuống cũng không chặn được công kích của đối phương, thậm chí tế đàn chân chính cũng phản kháng không qua,
đồng tử của Đỗ Thanh Diên co rụt lại, vừa muốn động thủ, chỉ thấy bóng người xuất hiện, cười khanh khách nhìn lại. Đỗ cung chủ, chúng ta lại gặp mặt. Quả nhiên là ngươi. Trái tim của Đỗ Thanh Diên trong nháy mắt rơi vào đáy băng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 161.